chưa like đúng không chị? Like rồi. À, sao? Của em cũng biết chị nó chưa thấy nhỉ? Đấy đây. Đi thế. Đây đây, bây giờ mới đây. Mấy giờ rồi? Một giờ. Hello mọi người. Hello, hello, hello. Hello các tình yêu. Hello Bò Trang nè, hello. Hello chị Thuy Nguyễn nha. Hello Thùy Trang, Khai Anh nè. Quên mất không lấy cốc nước. Cái này nhá. Nước cam này lúc cũng trắng hả chị? Còn nước cam không em? Em không biết lấy ở cái bình với chị Hoa ấy. Còn bảo cái hoa mang lên cho chị. Hello mọi người. Hello Thu Thảo nha. Hello Ngọc Ly nè. Hello chị Như Quỳnh. Hello mọi người nhá. Lâu lắm rồi mới gặp mọi người nè. Hello Thảo Phương nhá. Hello mọi người ơi, tại cái livestream này thì xả hàng nhá, xả hàng Thu Đông này, xả sóc bò cho tất cả mọi người luôn á, cả hàng mới hàng cũ nha. Thế nên mọi người chia sẻ livestream nhá. Hello Bích Phương nha. Hello tất cả mọi người nhá. Trời ơi, tóc bết quá. Hello Minh Anh nè. Bộ thể thao form rộng à em? Em bao nhiêu cân? Hello Nguyễn Thị Ngàn. Hello mọi người nhá. Chia sẻ livestream đi mọi người ơi. Chia sẻ ấy à. Chia sẻ livestream nhá. Đầu tiên là mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 30 lần hội nhóm cho em. Hello chị Huyền Gấu nè. Mọi người chia sẻ livestream đi. Chia sẻ cái livestream này cho em nè. Để lên hàng cực kỳ sốc luôn. Chị còn áo kẻ màu hồng với be. Chị không nhớ đâu. Hồng Ngọc ơi, inbox cho chị nha em. Hello tất cả mọi người. Em 48 cân, 48 cân vừa mà. Hàng nha chị, trời ơi, chị cứ tưởng là mày 5-60 cân. Nhưng tí em phải đi học thế á. Thế xem một tí rồi đi học. Hello Ngọc Hằng fan nhá. Hello tất cả các tình yêu nhá. Ừ, bây giờ chị like mẫu mới nè. Hết rồi. Chết rồi, chị quen không? Đây, mọi người ơi, chờ tí. Vào đi. Đâu? Ê, đi thay áo để mặc mẫu lên cho mọi người nhá. Hello hello. À cho nam á. Em ơi áo nhà chị nam nữ đều mặc được nhá. Ok lên nè. Hello Cao Ngọc Hà Anh. Hello các bà nha. Các bà nhớ chia sẻ livestream đi. Trời ơi tóc tụt quá. Chia sẻ livestream 30 lần hội nhóm nhá mọi người nhá. Để có thể săn áo này à, mẫu mới cực kỳ rẻ và đẹp luôn nhá. Đâu? Đây chị. Còn một loại nữa, đây là dưới. Cái loại này có cả đen mà. Không phải em thấy mất con này, đây cả loại hình này. Ok mọi người lên mã. Mã đầu tiên cho mọi người nhá. Hello Thúy Huyền nè, La Sobin nè, Mến Kiều. Ok, hóng hàng mới ha. Hàng mới đẹp lắm mọi người ạ. Nói chung đợt này bận ấy, bận đóng hàng các thứ quá. Thế cả lười, thế là không livestream hàng mới đều cho mọi người được. 3 ngày rồi nha. 3 ngày rồi hôm nay mới lại livestream. Hello mọi người, chia sẻ livestream đi để có thể bán cực kỳ rẻ và sốc. Lên cái mã đầu tiên đó là một mã lên giấy cho mọi người ha mọi người nha. Bên đằng sau là in chữ này, đằng trước là mặt cô gái nhá, mặc vào cho mọi người xem. Đó, cực xinh luôn. Lên giấy nhá mọi người nhá. Mã này là mã lên giấy. Mã giấy. Mặc cực kỳ yêu. Cái mã này mọi người có thể mặc cổ nhá, cổ tròn hoặc là có thể mặc trễ vai cho em nha. Có thể mặc cổ tròn hoặc là trễ vai nhé mọi người nhé. Nói chung rất là xinh luôn nè. Form này là cứ tầm từ 60 cân đổ xuống mọi người nhé. Mặc cổ tròn đi.
Đấy. Form này là 60 cân nha mọi người ơi. Mã áo này nhà em là 60 cân đổ xuống. Tại cái livestream này bán cho tất cả tình yêu với cái giá số lóa thế nhỉ. Tại cái livestream này nhá, bán cho các tình yêu với cái giá là 45k nhá mọi người ơi. 45.000 một cái nhá, 45k một chiếc áo này thôi ạ. Đó, ai lấy thì comment nhanh. Đây này nó còn có cả xẻ tà đây nha mọi người ơi, xẻ vạt nhá. Đó, cực kỳ yêu luôn. 45.000 comment nhanh cho em, 45k kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 45k kèm số điện thoại cho em ạ. 45.000. Có cần phải ghi giấy không? 45 chia sẻ nhiệt tình cái livestream này lên cho em nhé mọi người nhé. 45.000 một cái thôi ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên. Mỗi bà chia sẻ 30 lần mấy chục nhóm vào cho em. Được có 17 lượt chia sẻ thôi nha. Không chia sẻ không bán hàng nhé mọi người nhé. Không chia sẻ không bán giá 45 ạ. Không chia sẻ là sẽ không bán giá 45 nhé. Ôi mạng yếu quá. Không chia sẻ con thích của chị rồi này. Ừ. Đây nha, mã áo như em đang mặc 45.000 nhé mọi người nhé. Tại cái livestream này bán 45.000. Em lấy hàng thì không có tên em nhưng em vẫn bảo bạn. Ừ thì sao? Là sao? Ok Huyền nha. Ok mọi người ơi, mã áo này bán cho các tình yêu với cái giá là 45.000 một chiếc nhá mọi người nhá. Cực đẹp luôn. Chờ em tí. 45.000 nhá mọi người ơi, cực xinh luôn nè. Mã này mã len giấy nhá mọi người nhá. Mặc thời tiết này cực kỳ là chuẩn luôn ấy. Mặc tầm này cực kỳ chuẩn luôn. Bán cho các tình yêu về cái giá là 45.000 thôi nhá, cực kỳ yêu thương. Chia sẻ livestream nhá các tình yêu ơi, chia sẻ cái livestream này cho em đi nha. Rất là nhiều bà xem mà được coi 40 mấy lượt chia sẻ. Là trong đấy có cả nhà em rồi nhá. Đây ạ, 45.000 à, mặc áo đen giấy đi nhá mọi người nhá, cực kỳ xinh luôn, nhìn thấy không? Cực xinh luôn ạ. Comment nhanh nha, bà nào lấy thì comment cho em đó là 45k kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 45k kèm số điện thoại. Có ship Hoàng Mai nhé tình yêu ơi. Ship đồng giá toàn quốc 35.000 với đơn dưới 1 cân nha. Ship Hà Nội với đơn dưới 1 cân thì chắc chỉ tầm mười mấy, 20 mấy nghìn thôi. Cực kỳ rẻ mọi người nhá. Cực kỳ rẻ luôn, yên tâm đi. Hello hello. Hello mọi người, chia sẻ livestream đi nào. Đưa em cái khác này. Ừ ok. Ok mọi người nè. Nào mọi người ơi, ai lấy áo này không ạ? Trời áo này đẹp mà. Lên mã này đẹp nhất ấy, thì mới lên trước đấy các bà. Comment cho em đi ạ. 45k kèm số điện thoại, mọi người có thể mặc hai kiểu nhá. Đây này em ơi, đừng rỗ ở đấy. Kiểu thứ nhất là mọi người mặc cổ tròn, kiểu thứ hai là mọi người có thể mặc trễ vai cho em ha. Code cho em đi nha. Hội ơi, inbox cho chị nhá. Ok, cho Hà Anh một cái nè. Đây này mọi người ơi, cực đẹp luôn nhá. Mọi người có thể mặc hai kiểu, trễ vai hoặc là mặc cổ tròn cho em. Vẫn là ok luôn. Nói chung rất là xinh. Có ship toàn quốc mà mọi người ơi. Em có ship code toàn quốc nha các bà nhá. Ship code toàn quốc đồng giá 35.000 với đơn dưới 1 cân. Nếu mà bà nào ở trong Hà Nội ấy thì với đơn dưới 1 cân chỉ tầm hai mấy nghìn thôi. Còn trên 1 cân thì giá nó sẽ nhỉnh hơn nhá mọi người nhá. Mọi người lưu ý cho em nha. Ok, comment nhanh cho em. Mà áo len giấy này thì tầm này mặc quá là ok luôn nhá mọi người nhá. Áo len giấy tầm này mặc quá là chuẩn luôn ạ. Đấy, ai lấy nữa thì comment nhanh cho em. 45k nhá, để qua mẫu đi. Mọi người không thích mẫu này à? Toàn mẫu xinh như thế này. 45.000 nha. Ai lấy nữa thì comment nhá. Shop á? Thôi em ơi, shop để lát nữa đi. Tầm này chị chưa có bán shop đâu. Chị ai mua này? Ừ. Lai áo kể đằng sau đi chị. Thôi. Từ lúc này cứ để chị lấy đi. Em lấy mà. Xem cái bộ này chị đang kể là bao nhiêu. Bộ này chỉ có 9. Kẻ sọc đây, lên kẻ sọc cho mọi người đây. Đưa cho chị đủ màu đi. Đỏ. Trắng. Ta lấy cái cục máy. Thiếu à. Còn lát nữa là nếu mà hết thì lại phải xuống lấy. Ba màu em được. Ba màu nhưng mà không đủ số lượng má. Không biết chị như thế nào thì họ hôn lên. Thế mày bán bao nhiêu ngày rồi em? Hay mày cứ phải nghe lời cái Hoa thôi. Ok, cho Đỗ Huyền Thương một cái này. Đỗ Huyền Thương này. Mọi người ơi lưu ý đặt cho em nhá. À, đặt thì là chắc chắn cho em nhá. Nhờ bà khổ lắm. Trời ơi. Đặt không rồi cứ bom hàng ấy. Mệt mỏi với những cái thành phần đấy lắm. Lên mã phối á. Ok em lát nữa nhá. Đây này mọi người ơi. Lên cái bộ sọc cho mọi người nhá. Chỉ lựa bao nhiêu? Bằng giá em đọc nhá mọi người.
em đang bán tại live là xỉ lệ bằng nhau, ai không chia sẻ livestream là không bán giá đấy nhá mọi người nhá. Mua là phải chia sẻ livestream nha, không chia sẻ không bán cái giá xỉ đấy đâu ạ. Đây nhá, bộ sọc nhà em nè, hai cái chưa ok em, Đỗ Hồng Huyền hai cái này, à Đỗ Huyền Thương hai cái ok. Nào ai lấy cái áo như em đang mặc thì comment là 45k kèm số điện thoại nhá mọi người nhá, áo len giấy nhá. Tại cái livestream này bán 45.000 cho mọi người. Ai lấy thì comment là 45k kèm số điện thoại cho em nhá mọi người ha. Ok, em lên mã, cái mã hot nhà em này, mã mới về cho các tình yêu nhá. Đây ạ. Đó, đây là một mã bộ nhá. Bộ này là bộ kẻ sọc, có 3 màu sọc, đó là sọc vàng, sọc trắng và sọc đỏ đô nhá mọi người nhá. Tại cái livestream này bán cho các tình yêu với cái giá là 69.000 một bộ nhá mọi người nhá. 69.000 một bộ. Mua từ 2 bộ là còn 65k được chưa ạ? Cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn cả giá xỉ luôn mọi người nhá. Đây này, áo này thì nó là chất cốt tông này, quần này là quần chất cốt tông, à chất da cá mặt cốt tông nhá. Đó, cực xinh luôn. Đây là kẻ vàng này, đây là kẻ trắng này, và đây là kẻ đỏ nhá mọi người nhá. Tại cái livestream này bán cho các tình yêu 69.000 một bộ, 65.000 khi mua từ 2 bộ được chưa ạ? 69.000 một bộ này, ai mua từ 2 bộ là còn 65, nghĩa là 130.000 2 bộ thôi, cực kỳ rẻ luôn, có 3 màu. Và bộ này nhà em thì form từ 56 cân đổ xuống nhá. Áo này thì có mang 60 cân vẫn vừa, nhưng mà quần thì tầm 56 cân thôi nhá mọi người nhá. Cái bộ này nhà em là form từ 56 cân đổ xuống, mặc quá là ok luôn. Quần này là quần chất da cá mặt cốt tông, còn áo này là áo chất cốt tông nhá, cực kỳ đẹp luôn đây ạ. Đó, đây nha mọi người ơi, đây là bộ kẻ vàng này, bộ kẻ đỏ này, kẻ trắng nhá. Đó, ai lấy một bộ thì comment là 69k kèm số điện thoại, ai lấy từ 2 bộ thì comment là 65k kèm mã 2 bộ kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người nhá. Đây là sọc trắng nhá, cực đẹp luôn, 69.000. Ok, cho Hoàn Nguyễn một bộ kẻ vàng, một bộ kẻ trắng, một trắng này, một vàng cho Hoàn Nguyễn này. Ở Lan Sobin hai kẻ trắng này, có áo chị đang mặc 45.000 nha em. Anh Di một bộ kẻ trắng, để lại số điện thoại nhá. Anh Di một bộ kẻ trắng, để lại số điện thoại này. Đó, cực đẹp luôn mọi người. Kẻ trắng thì là cổ trắng và nó là viền sọc trắng thôi em. Quần nó là viền sọc trắng, quần này này, đó thì nó sẽ là viền sọc trắng nhá mọi người nhá, được chưa? Quá là ok luôn. Đây, kẻ vàng đây, rơi cho mọi người đủ màu luôn nhá. Comment nhanh cho em đi ạ. Sọc vàng hoặc sọc trắng hoặc là sọc đỏ kèm số điện thoại, một bộ đó là 69.000, hai bộ trở lên, từ hai bộ trở lên còn giá là 65.000 thôi mọi người nhá, cực kỳ rẻ luôn, bán siêu rẻ luôn. Đây, kẻ trắng thì nó là quần trắng này nhá, được chưa? Kẻ trắng thì là quần sọc trắng, cổ trắng, đó, được chưa? Còn kẻ đỏ thì là áo đỏ này, quần sọc đỏ, đấy, cực đẹp luôn. Ok cho anh Di này, comment nhanh cho em nhé mọi người nhé. Đó là 65k. Không em ơi, đây, chị ấy rồi, chị đang mặc rồi, chị không dơ đâu, chị đang mặc nè. Một bộ sọc trắng nha chị, ok cho bò trang. Một bộ sọc trắng này, 69.000 này. Đó, ai lấy comment đi ạ. Đây là sọc đỏ nhá mọi người ơi, sọc đỏ nè. Nói chung là cực xinh luôn, quần này là quần đỏ nhá. Đấy, quần sọc trắng như bình thường ấy mọi người. Đây nè, đó, nhìn thấy không? Em lấy hàng chị đang mặc nha. Ok, phúc tip nè, 45.000 một cái cho em nha. Hai cái là 90.000 thôi. Cực kỳ rẻ và đẹp luôn mọi người nhá. Em chị lấy áo ok cho chị Ngọc Mai Trần, một áo như của em đang mặc này. Lát nữa chị mới live shop nha. Đó, ai lấy cái bộ kẻ này nữa thì comment nhanh cho em. Đó là bộ kẻ nhá, màu kẻ này, kẻ đỏ này, kẻ vàng này, kẻ trắng, kẻ số điện thoại nhá. 69.000 một bộ, hai bộ là còn 65.000 thôi mọi người nhá. Cực đẹp luôn. Nói chung bộ này thì siêu siêu dễ mặc luôn nhá. Một bộ kẻ trắng và một áo cô gái cho Huệ Xù này. Huệ Xù này, kẻ trắng này, ok. Ok nhá, sọc trắng cho em. Linh Linh làm gì có đơn mà dồn nhỉ? Vâng, chưa có. Linh Linh ơi, em cho chị số điện thoại nhá. Em làm gì có đơn đâu mà dồn em. Ai lấy sọc nữa comment nhanh cho em nhá. Tại cái livestream này bán hai bộ rẻ hơn cả giá xỉ luôn. Thế nên mọi người cứ yên tâm cho em. Mua đi ạ, à, không mua là tiếc nha mọi người ơi. Đúng rồi, không giấy nhá Linh Linh nhá. Ok, cho chị Hòa Tuệ Nghiêm một kẻ đỏ 69k này. Tối em qua lấy ok Huệ Xù nha. Comment nhanh cho em đi ạ. Ok, cho Bùi Huyền một kẻ sọc trắng này. Cho Bùi Huyền một kẻ sọc trắng này. Comment tiếp nhá mọi người nhá. Kẻ sọc kèm màu kèm số điện thoại 69.000 một bộ, 65.000 khi mua từ 2 bộ nha. Cực kỳ rẻ và đẹp luôn. Áo là áo chất cốt tông, còn quần là quần chất da cá mặt cốt tông, cực kỳ dày dặn nhá. Đây. Đấy.
sọc chị. Lấy mang cho chị cái bộ này kẻ sọc trắng lên đây. Mang được có vài bộ cái trắng. Chị phải lấy sao mày ư? Cái ngọc đăng ký, em cứ xuống lấy cho chị lên đây đi. Trời ơi, đã bảo cứ lấy cho chị mới lên đây đi. Còn ok, cho Linh Linh này, cho Linh Linh một sọc trắng này, cho Nguyễn Thị Linh hai bộ sọc trắng này. Ok, Linh Linh một bộ bộ sọc trắng, một áo này. Ok, ai lấy nữa comment nhanh cho em đi mọi người nhá. Comment nhanh. Nguyễn Hương Giang để lại số điện thoại cho em nhé tình yêu ơi. Nguyễn Hương Giang để lại số điện thoại nè. Ai lấy comment tiếp cho em bộ sọc đỏ và bộ sọc vàng, cực kỳ là yêu luôn. Mặc xinh lắm mọi người ạ. Mặc cực kỳ xinh và cực kỳ yêu luôn nhá. Đó. Trời ơi, lâu lâu không livestream bây giờ nói ngượng mồm dã man luôn. Chia sẻ livestream cho em nhé các tình yêu nhá. Chia sẻ livestream đi để hôm nay xả hàng cực kỳ nhiều luôn. Hàng cũ xả rất là rẻ luôn, tại vì hàng cũ là em không cho về nữa mà còn sót kho một ít ý, thế nên là em sẽ xả nốt cho mọi người. Trời ơi, chị bảo mang cái sọc trắng cho em. Được một cái cục sọc trắng đây mà. Con này không bao giờ hiểu ý tao nói nhá. Áo em đang mặc đây. Lấy thì em và em lấy đi, chứ bây giờ em và ai lấy cho em được. Đấy, cái đấy là cho cái Linh Linh đi. Một cái áo đấy với một cả một cái bộ này. Nguyễn Hương Giang một bộ này. Nguyễn Hương Giang một bộ này. Nguyễn Thị Linh hai bộ sọc trắng. Ok mọi người, comment tiếp cho em đi ạ. Xem lại bộ đây. Bộ đồ đây 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 mọi người ơi. Bộ đây nhá. Bộ có 3 màu kẻ nhá mọi người nhá. Đó là kẻ sọc đỏ này, cổ đỏ này và quần viền đỏ nhá. Đấy. Còn sọc trắng đây, sọc trắng đó là cổ trắng. Cổ trắng và quần sọc trắng. Quần sọc trắng đâu ta? Quần sọc trắng này. Đó, quần sọc trắng nhá mọi người nhá. Đây ạ. Đấy. Còn đây là quần sọc vàng, bộ kẻ vàng là quần sọc vàng và áo cổ vàng. Đổi lại à? Đơn của em gửi đi em đổi lại cái áo hồng. Em ơi sao lại đổi lại là như thế nào? Inbox cho chị nhá. Em cứ inbox đi, tất cả các ấy đơn là chị giải quyết ở inbox nhá. Bây giờ em nói chị không nhớ là cái gì luôn á. Đây cả dáng đây tình yêu. Anh Di, ok cho anh Di một áo như em đang mặc nữa này. Em ơi cho anh Di thêm một cái này. Ok Nguyễn Hương Giang nhá, kỹ inbox cho em đi. Ok ok, bò trang cho bò trang một bộ nữa này. 69.000 một bộ, hai bộ là 65.000 nhá mọi người nhá. Ok Nguyễn Thị Linh ơi, chiều nha em ơi. Ok ok mọi người nè, ai lấy bộ nữa comment nhanh tiếp cho em đi ạ. Đây nha, trắng này. Đỏ đô rất là xinh luôn. À đây là trắng. Đỏ đô nhá. Đỏ đô này. Đấy. Còn đây là vàng này. Mét 67 vừa nhá tình yêu nhá. Đây ạ, vàng này. Đỏ đô này và trắng nhá. Tại cái livestream này em bán cho các tình yêu với cái giá là 69.000 một cái. Ai mua một bộ, ai mua từ hai bộ thì chỉ còn 65, nghĩa là 130.000, 130.000 hai bộ thôi, cực kỳ đẹp luôn. Chất chị mặc là chất giấy nhá, áo như chị đang mặc là chất giấy. Áo như em đang mặc là chất giấy nhá mọi người nhá. Chất giấy mặc tầm này cực kỳ là đẹp luôn. Và áo này em đang bán tại cái livestream này là 45.000 thôi ạ. Thế nên ai lấy thì comment là áo 45k kèm số điện thoại hoặc là bộ nhá. Bộ cho em. Từ 2 bộ trở lên là 65.000, một bộ là 69.000. Đó, đủ 3 màu luôn. Ok, cho Lê Thanh Hoa 2 bộ trắng này. Lê Thanh Hoa 2 bộ trắng này. Chiều em lên neon cho sao em quay chị lấy. Ok, Nguyễn Thị Linh nha em. Ok mọi người nhá. Phúc Tít em lấy 2 bộ sọc vàng nhé. Ok, Phúc Tít có đơn chưa? Rồi ạ. Ok, cho Phúc Tít 2 bộ vàng nè. Mọi người chắc chắn đặt nha, là chắc chắn nhá. Nhiều chị đặt kiểu bùng hàng ấy khổ lắm, mà thực sự là bán cái này không có lãi nhiều đâu mọi người ạ. Đây ạ. Áo như ký vừa. Áo này á, áo này nhà em là từ 60 cân đổ xuống nhá tình yêu nhá. Bộ này nhà em là từ 56 cân đổ xuống cho em. Đấy, bộ này nhà em chỉ có 3 màu. Sắp hết rồi mọi người ạ. Bộ này sắp hết rồi. Bộ này là áo chất cốt tông, quần chất da cá được chưa ạ? Áo là chất cốt tông cực kỳ dày dặn, quần là chất da cá mặt cốt tông, quá là đẹp luôn nhá. 58 cân á, 58 cân bộ này. Em sợ 58 cân mà mông chị to là em sợ không vừa. Nếu mà mông bình thường ấy thì may ra là vừa. Tại cái áo này thì rộng rồi. Áo này nhỉ, cái áo kẻ này nhá mọi người nhá. Thì chị nào 60 cân vẫn vừa, nhưng mà cái quần ấy, cái quần thì chỉ tầm trung bình thôi, 60 cân thì sẽ không vừa quần. Áo như em đang mặc là 45.000 nha. Ship tỉnh bao nhiêu ngày nhận được chị? Chị ơi tùy từng tỉnh nhá. Ví dụ như là chị mà ở ngoài miền Bắc thì 3-4 ngày hoặc là 2-3 ngày. Còn chị mà ở trong miền Nam Sài Gòn thì tầm 1 tuần, có khi nếu mà nó rơi vào thứ bảy chủ nhật thì có thể rơi đến tầm 10 ngày luôn á.
À phối lát nữa chị mới đăng tiếp. À lát nữa chị ấy, lát nữa chị like nhá. Ok cho chị Nguyễn Tươi một bộ vàng nè. Đó, chị nào lấy nữa còn comment nhanh cho em. Đó là bộ kèm màu kèm số điện thoại nhá. 69.000 một bộ, 65.000 khi mua từ hai bộ nhá các tình yêu nhá. Nói chung là siêu đẹp luôn, trắng này, vàng này và đỏ nhá, có ba màu nhá, trắng, vàng, đỏ. Quần là cũng tương ứng với màu luôn, áo cổ trắng thì quần sọc trắng, áo cổ vàng quần sọc vàng và áo cổ đỏ là quần sọc đỏ nhá mọi người nhá. Comment nhanh cho em nha. Sắp hết rồi. Nói chung là tại livestream sale cho mọi người ấy, cũng tí đôi đến chiều nhá tình yêu nhá. Chiều hẵng qua lấy bây giờ nhẹ, qua lấy nhé, em không tìm được đơn đâu. Chị Thuy Nguyễn cho mình một bộ màu đỏ ok. Cho em số điện thoại nè. Hôm rồi mình đặt hai áo sọc bù chúng ta không để chốt. Tình yêu ơi, chắc là cũng có thể là nhân viên nhà em gọi nhầm số, chốt nhầm số hoặc là chị cho em nhầm số không gọi được. Thế nên là nhà em mới bỏ đơn nhá. Chị vừa bỏ rồi em ơi. Ai lấy bộ sọc nữa không ạ? À? Lấy bộ sọc nữa thì comment nhanh cho em nữa. Comment comment nhá, chị gì ơi cho em số điện thoại nha. Chị Thuy Nguyễn ạ. Vâng. Ok mọi người, sọc nữa nè. Ai lấy sọc nữa thì comment sọc cho em nhá, không là em sẽ không like nữa đâu nha. Em không like là em không ấy nữa nhá. Không like là không chốt đơn nữa đâu nhá mọi người nhá. Thì nên lưu ý cho em nè. Đây áo như em đang mặc 45.000 này. Ok chị Thuy Nguyên này. Đó. Áo như em đang mặc với cái giá là 45.000 nhá các tình yêu nhá. Áo như em đang mặc với cái giá là 45.000. Chị nào lấy nữa, chất này là chất giấy form từ 60 cân đổ xuống. Được chưa ạ? Chị nào lấy nữa thì comment nhanh cho em. Đó là 45 áo 45k kèm số điện thoại cho em nhá. Áo 45.000 kèm số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Áo 45k, áo 45k kèm số điện thoại nhá. Tại cái livestream này em bán 45.000 cho các chị yêu luôn này. Ok Thảo Phương một bộ trắng này. Ai lấy nữa thì comment nha. Đây chị đang lấy áo đây em. Ai lấy cái áo như em đang mặc nữa thì comment nhanh cho em nhá. Đó là áo 45.000 nhá mọi người nhá. Áo 45.000 kèm số điện thoại cho em này. Đó. Nói chung toàn mã xinh thôi. Cho mình số, mình cho số lại được không? Chị Nguyễn Thường ơi, chị inbox cho em đi ạ. Chị inbox cho em nhá. Chị cho em số rồi chị inbox cho em nhá. 69.000 một bộ nha. Bộ xong nhà em là 69.000 một bộ nhá. Đây, like cái mã này trước. Đây chị đổ màu đi em. Thôi thôi thôi, mày đừng động vào để chị ấy đến ai chị không. Ok mọi người. Lên cái mã tiếp này, mã áo sau cho mọi người nhá. Xinh lắm, nói chung là toàn về mẫu xinh thôi. Mọi người nhớ chia sẻ livestream nha. Hôm nay live cái giờ hơi ẩm ương một tí. Đây nhá mọi người ơi, mã áo phối nha em nè. Đó. Form này nhà em cứ tầm từ 62 cân đổ xuống nhá. Mã áo phối này nha em này. Đấy. 62 cân đổ xuống mà có 3 màu nha. Màu hồng như em đang mặc này. Màu trắng này. Và đây là màu xanh nhá mọi người nhá. Cái áo này, cái áo này em đang xỉ là 49.000 một cái. Ai mua từ cái live ở cái livestream này sẽ có giá là 49.000 một cái và 45.000 khi mua từ hai cái, được chưa ạ? Hai cái là 45.000 một cái. Mua từ hai cái trở lên là giá 45.000, một cái giá 49 nhá mọi người nhá. Comment nhanh cho em màu áo kèm số điện thoại nhá. Một comment. Rồi ai lấy cái mã này comment nhanh cho em đi ạ. Màu áo kèm số điện thoại 49.000 một cái, 45.000 khi mua từ hai cái nhá. Như thế là quá là ok rồi nha. Thì em mọi người nhìn thấy bình luận game chưa? Ok. Rồi, ai lấy áo này comment nhanh cho em nha. 49.000 một cái nhá. Khi mua từ hai cái trở lên là còn 45.000 thôi ạ. À. Cực đẹp luôn, kẻ sọc mang. Không, comment màu cho em màu nhá. Màu hồng này. Màu hồng nhá các tình yêu nhá. Màu trắng này. Đó. Và đây là màu xanh nhá. Đấy có 3 màu nhá. Màu xanh này, màu trắng này và màu hồng nhá các tình yêu nhá. 49.000 một cái, khi mua từ hai cái là 45.000, form từ 62 cân đổ xuống. Áo này là chất da cá mặt cốt tông nha mọi người ơi. Chất da cá mặt cốt tông nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ. À, kẻ hồng nè, kẻ trắng này,
Và đây là kẻ xanh nhá, ba màu kẻ nhá các tình yêu nhá, hồng, trắng và xanh. 49.000 một cái nha, 45.000 khi mua từ hai cái. Ai lấy thì comment nhanh cho em đi ạ. Comment nhanh nhá mọi người nhá. Bán giá như này cực kỳ rẻ luôn, mọi người chia sẻ livestream đi. Trời ơi, rất nhiều người chia xem luôn nhưng mà không chia sẻ livestream cho em gì cả. Được coi 90 mấy lượt chia sẻ là sao? Trời ơi, các bà chia sẻ đơn giản lắm nhưng các bà toàn tiếc lượt like thôi. Toàn tiếc lượt like với cả tiếc lượt chia sẻ thôi, chia sẻ đơn giản mà. Chân váy chị còn nhá, hàng cá nhá, em cứ inbox cho chị đi. Cho Ngọc chị một trắng một xanh này. Comment nhanh cho em đi ạ. Trắng, hồng, xanh nhá mọi người nhá. 49.000 một cái, hai cái là 45.000, có ba màu nha. Cho em xem hẳn. Em ơi đây, màu xanh đây. Rõ ra thì đây, nó xanh toàn bộ như thế này này. Còn chỗ này là cái in sọc thôi. Đấy, đây nhá, đây là màu xanh nhá. Màu trắng nhá, màu hồng thì cực kỳ yêu luôn. Thế luôn ấy, mặc cái màu hồng thì xinh lắm mọi người ạ. Mà màu hồng thì cực kỳ xinh luôn nha. Đấy, ba màu ạ. Ai lấy thì comment nhanh cho em nhá. Màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. Màu áo kèm số điện thoại cho em ạ. Form thì cứ tầm từ 62 cân đổ xuống là mặc vừa nhá mọi người nhá. Yêu dã man luôn. Bà nào lấy thì comment nhanh cho em đi. Chị ơi em 41 cân em mặc vẫn là đẹp này. 41 cân thì mặc nó sẽ là form rộng nhá. Đây này, cực kỳ đẹp luôn. Cho bò trang ba cái này. Ai lấy thì comment nhanh cho em nhá. Trời hôm nay live buồn quá. Bán rẻ lắm rồi ấy nhá các bạn nhá. Tại vì lâu lắm rồi không livestream. Vợ mình 50k là sao? Bao tay lát nữa nhá tình yêu ơi. Em lấy hai cái áo phối chất len giấy 45k, mã 1 tồn đơn là sao? Thế bây giờ mới đặt. Nguyễn Thị Linh có đơn từ lúc nãy rồi mà. Vâng, có lúc nãy rồi nhưng lấy là bộ. Thế à? Hai cái áo phối chất len giấy á. Em ơi. À em lấy hai áo này đúng không? Trời ơi đừng bảo là hai áo phối nhá. Đây, áo này là chất len giấy đây, cho kính Nguyễn Thị Linh hai cái áo len giấy này. Đấy. Ok mọi người, ai lấy áo này nữa comment nhanh cho em nhá. Đó là màu kèm số điện thoại nhá. 49.000 một cái, 45.000 khi mua từ hai cái nhá. Màu hồng này, màu xanh này. Và đây là màu trắng nhá, kẻ trắng này. Kẻ xanh này. Và đây là kẻ hồng nhá. Ai lấy nữa comment nhanh cho em nha. Chia sẻ livestream nhá. Ok Nguyễn Thị Linh này. Chia sẻ livestream nhá mọi người ơi. Trời ơi. Hôm nay buồn thế nhỉ. Xả cho mọi người cái gì đã ta? Xả cái gì để tăng lượt tương tác nhỉ? Mấy hôm nay hơi buồn đó. Ồ ok Nguyễn Thị Linh nè. Ừ chất này là chất da cá mà em. Chất này là chất da cá nhá. Chất da cá. Yên tâm, cái áo này là chất da cá nè. Đây xả cái mã này cho mọi người đi. Mã này nhà em còn ít ý. Mã này còn ít thôi thì xả nốt cho mọi người này. Xả shop for nốt này. Mã áo chữ nhá. Áo chữ này này. Còn ít thôi xả nốt shop for. Trời ơi hơn 100 người con người đang xem. Gần 200 con người đang xem mà hôm nay chả thấy nói năng gì. Buồn, 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 dã man buồn luôn. Đó, áo này thì cực kỳ đẹp luôn. Form thì cứ tầm từ 65-67 cân cho em. Áo này form rộng luôn nhá, từ 65-67 cân nhá. Trắng gì em ơi, bé Tèo ơi. Đợi chị Phương mãi giờ mới thấy. Ok mọi người này. Mã áo này nhà em có hai màu, đó là màu hồng vỏ đỗ và màu trắng. Vậy cái livestream này bán cho các chị yêu ban, bán cho các tình yêu này, bán tri ân cho mọi người và là đợt cuối rồi. Thế nên là sale shop cho mọi người áo này với cái giá là 39.000 nhá. 39.000 một cái, comment nhanh cho em. 39k kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 39k kèm màu kèm số điện thoại nha. 39.000, 39.000 nhá. Comment nhanh là 39k kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Ok mọi người này, comment nhanh cho em nhá. Có hai màu đó là màu trắng như em đang mặc và màu hồng quả đỗ. Chất này chất da cá mặt cô tông cực kỳ dày dặn luôn. Cái chất này cực kỳ dày dặn cho mọi người luôn nhá. Form này rộng, form này tầm 65-67 cân đổ xuống vẫn là ok luôn ý. Thế nên comment nhanh. 39.000 kèm màu kèm số điện thoại. Ơi bao tay đi em. Không bao tay chơi thì inbox cho chị nhá. Nguyễn Thị Linh hai trắng này. Nguyễn Thị Linh hai trắng này. Thế em mọi người thích trắng ha. Mọi người chỉ cần comment cho em thôi nhá.
39k kèm màu kèm số điện thoại. Có đơn rồi, comment rồi. Phạm Thị Thanh Thảo trắng này, 39.000 trắng này. Hậu Lê 39.000 trắng này. Mỹ Linh 4 trắng này, 4 trắng 39.000 này. Đó. Không, chỉ cần ngồi này thôi. Biết form mà, form này form rộng thụng nhá. Linh Khánh 39.000 trắng này. Bé Tẹo 39.000 hồng. Bé Tẹo để lại số điện thoại nhá. Bé Tẹo 39.000 hồng để lại số điện thoại. 39k trắng cho Đỗ Hoàng Thúy Linh này. 39k trắng cho Hà Anh này. Đó. Comment nhanh cho em nhé, 39k kèm màu kèm số điện thoại. Tại cái livestream này em bán cho các tình yêu về cái giá là 39.000. Hai màu đó là màu hồng và đỗ như thế này nhá, cực kỳ xinh luôn. Và màu này là màu trắng như em đang mặc. Chất da cá mặt cốt tông cực kỳ dày dặn và mềm dã man luôn mọi người nhá. Dày dặn mà mềm dã man luôn. Sờ, ai nhận được cái áo này rồi thì chỉ có thích thôi. Trinh Dương 39.000, một trắng một hồng này. Đấy, comment nhanh nhá mọi người nhá. 39.000 kèm màu kèm số điện thoại giúp em ạ. 39.000 trả hàng hè. Em đang nghĩ đây, em đang ngại trả hàng hè. Trả hàng thu đông trước. Trắng cho Khánh Thủy, một trắng 39.000 này. Đó, comment tiếp cho em đi ạ. 39k kèm màu kèm số điện thoại nhá các tình yêu nhá. Có màu hồng và màu trắng ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Màu hồng này là hồng vỏ đỗ nhá các tình yêu nhá. Đây này, hồng vỏ đỗ và đây là màu trắng nha. Chất này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xinh. Sót chị chưa like em ơi. Đâu, làm gì có lã like. Chất này là chất da cá nha em. Chất da cá cực kỳ dày dặn và mềm mịn nhá. Chất da cá mặt cốt tông. Cái mặt của nó là mặt cốt tông, còn bên trong nó là chất da cá nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy nữa comment nhanh cho em đi ạ. Chỉ với 39.000. Này, cầm bảo kế hoa, cầm cái áo chữ in là ở kệ ấy. Có hai màu trắng hồng ấy. Mang mấy cái, mang hai cục trắng lên đây nhá. Ok mọi người, comment nhanh nha. Mến kiểu hai trắng hai hồng này. Phạm Thị Hà Vi trắng này. Ok này, Hằng Bon một trắng một hồng này. Một hồng cho Mỹ Linh này. Đó. Cực đẹp luôn, comment nhanh cho em nhá mọi người nhá. Comment đi ạ. 39k kèm màu kèm số điện thoại, có hai màu, màu trắng và màu hồng. Ha mọi người ha. Cực kỳ đẹp luôn, hai màu nhá. Màu trắng và màu hồng nhá. Ok, em ơi, bé Tẹo em ghi chưa? Em ghi rồi ạ. Em không ghi số à? Em không thấy có số. Thì em phải chờ để khách cho số trước. Bây giờ mày tìm đâu mày ghi số cái con này. À mà em không thèm hỏi chị là chị ơi, cái bạn này chưa cho số. Thế mới hay. Ok, comment tiếp cho em đi mọi người ơi. 39k nhá cho em nhá. 39k kèm màu kèm số điện thoại. Bùi Hiền một hồng này. Comment nhanh đi ạ. Mã này là cái mã tri ân và cái mã ai mà không chia sẻ là không được mua nhá mọi người nhá. Chia sẻ livestream thì mới được mua cái áo này giá 39 nha mọi người ơi. Thế nên là chia sẻ thật là nhiệt tình lên. 30 lần hội nhóm cho em, chia sẻ 30 lần hội nhóm nó rất là đơn giản mà. Chia sẻ vài lần lên trang cá nhân, một nhóm mở mọi người nhóm chợ các thứ mọi người có thể chia sẻ lên 2 3 lần, kể cả 5 10 lần cũng vẫn là ok mà. Chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Được gói hơn 100 lượt chia sẻ thôi. Buồn đời. Comment nhanh cho em đi. Đó là 39k kèm màu kèm số điện thoại nhá mọi người. 39.000 một chiếc. Trời ơi, thật sự luôn ấy. Form này là form rộng thụng nhá. Đây này, đấy, thấy chưa? Form này nhà em từ 65 67 cân vẫn là ok. Áo phối màu chị vừa đăng hàng về chị. Hàng cá ơi, tốt nhất em inbox cho chị đi, em đừng hỏi ở trên line này nhá. Từ em cứ ghi của ai ở đấy hồng ấy thì ấy đi. Em cứ inbox cho chị đi, ở trên line chị bán cái gì em thích mua thì em ấy thôi. Em mua thôi, chứ còn nếu mà em lấy hàng xỉ hay lấy hàng lẻ hoặc lấy những cái mẫu khác mà chị chưa like thì em cứ inbox nhá. Chị không trả lời hết ở trên này được đâu. Ở trên này chị chỉ xuất đơn hàng ấy thôi. Đó, comment nhanh. Ôi, con hoài lâu thế. Comment cho mấy em nhá mọi người nhá. 39k kèm màu kèm số điện thoại này. 39.000 một cái thôi. Cực đẹp luôn. Cho khuya một cái trắng. Miếng kiểu gì? Vâng. Lâu thế. Áo hồng là chị ấy chị. Áo hồng trắng cơ mà. Áo gì hoa chị ạ? Trời ơi, chị đã bảo cái áo in là có hai mà. Vâng ạ, từ nãy giờ thế mà cũng không hỏi chị. Bây giờ chị gọi thì mới nói. Thế sao mày không hỏi chị từ đầu đi? Vâng vâng. Cái con dở hơi. Không biết gì mà cứ vào kho tìm quẩn chứ. Trời ơi, nó có bị làm sao không vậy? Nẫu lòng. Quyên một trắng ok này. Nga kim một hồng này. Bốn cái trắng một chiếu.
Comment tiếp đi mọi người ơi, 39k nhá. 39k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Toàn mẫu xinh thôi. Thực sự luôn là em thấy toàn mẫu xinh ấy, xinh dã man xinh luôn nhá, nhìn này. Thấy chưa? Có hai màu nhá, màu trắng và màu hồng. Mẫu này cực kỳ yêu luôn mà dễ mặc dã man luôn mọi người nhá. Cực kỳ dễ mặc luôn ấy. Comment nhanh cho em. Má, giả mang hai cọc trắng cho chị thôi. Thì chị bảo là ấy của chị mang cho chị trước mà chị bảo mang hai cọc trắng thôi. Đâu đâu, chị không lấy hồng vào đây. Làm gì còn chỗ nữa mà để. Trời ơi, muốn giết con này mất. Này, ai chiều trắng hay cho rằng thắm lê 4 hồng 3 trắng. Ok tình yêu này, 3 trắng 4 hồng. Em ghi thắm lê inbox ấy. Chị inbox ấy. 39.000 nhá mọi người ơi, comment nhanh cho em đi ạ. Tiếp đi, sắp hết rồi. Sắp hết rồi nha các bà ơi, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Bà nào lấy nữa comment nhanh nhá. 39.000. 39.000 kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. 39.000 một cái hay, cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay bán thì gọi là bán không lợi nhuận cho mọi người cũng được. Để lấy lại tương tác lại lười like quá. Càng ngày càng lười like thôi, buồn đời. Yến Tuyên Nguyên 39k hồng để lại số điện thoại cho em nhá. Rồi ai lấy nữa comment nhanh nhá. Không là em qua mẫu là em không chốt mẫu nữa đâu nhá mọi người nhá. Em hồng chưa rồi nhá Bùi Huyền ơi. Em không có quần bò lửng đâu ạ. Ok. Nào bà nào lấy nữa comment nhanh cho em. Đó là 39k kèm màu kèm số điện thoại. Em qua mẫu là em không chốt đơn cho mọi người nữa đâu nhá. Thế nên là mọi người nhanh lên. Cái lúc mà em còn chốt mẫu ấy, chốt đơn thì comment nhanh nhá. Em qua mẫu là em không chốt đơn nữa đâu nha. Bà chưa cho số thì bà bán cho số. Đấy, thế còn bao nhiêu người em không ghi đi, em còn phải. Nãy em bảo em đi cộng số rồi, em chắc em chốt mình đi. Không, em ghi luôn đây đi. Em ghi thì ghi luôn đi. Tại lấy em không ghi giá tiền à? 39k, em nhớ rồi. Em nhớ nhưng người khác người ta đâu có nhớ. Có phải một mình em ngày nào em cũng làm cả ca tối đâu. Nhà mình em bảo bao nhiêu đứa nhân viên mà em không ghi. Mà em thấy từ trước giờ có bao giờ bọn nó không ghi không? Chả bài mấy khi là bọn nó quên nhá, cái nào bọn nó cũng ghi nhá. Rồi ạ. Ok, Đậu Thủy Hằng 39k hồng này. Đậu Thủy Hằng. Chất này là chất da cá nha em nhá. Chất da cá nha. Đó, bạn nào lấy nữa comment đi. 39k kèm màu. Hay thật đấy. Mọi người ơi, chất da cá mà em bảo là chất da cá nha. Rồi, ai lấy nữa thì comment đi. Không là qua mẫu này này. Qua mẫu này cũng bán cho các tình yêu luôn này. Hello mọi người. Và livestream đông đủ đi. Còn thứ hai cái này của ai? Không ạ, lấy. Không. Vâng, có. Chắc chắn là em thiếu. Em ghi cộng nhưng mà em không tìm thấy tên người ta. Em ghi cộng trong đây rồi. Cộng ghi gì? Trời ơi, ai cho em ghi cộng như thế? Em làm ăn kiểu gì vậy? Đấy, lúc đấy em chưa có trắng lên ạ. Chưa có trắng thì chị bảo trời trắng chị còn. Em không thấy chị bảo cái hoa mang lên à. Tại cái livestream này em bán xỉ giá này là giá xỉ rẻ hơn cả giá xỉ rồi nhá. Thế nên là ai lấy thì lấy cho em nha. Thường livestream lúc nào cũng bán giá xỉ, thậm chí nhiều khi còn rẻ hơn cả giá xỉ luôn mọi người ạ. Ok. Nào, bà nào lấy nữa thì comment đi. Đây, áo này nhá mọi người nhá. Lên cái mã áo tiếp, áo này áo da cá chữ con cha cái gì đây này. Đó, áo này em bán cho các tình yêu cũng với giá là 39.000. Hôm nay em phải gọi xả cực kỳ sốc luôn. Xả kho cực kỳ sốc cho mọi người luôn nhá. Comment nhanh cho em đi. 39k nhá, có hai màu. Em lại quên rồi gì? Ở chỗ này ạ, chỗ này. Bực mình ghê ấy. 39k cho em. 39k kèm màu kèm số điện thoại. Có hai màu, màu trắng và màu đen ạ. 39.000, áo này cũng 39.000 thôi nè. Đấy. Nói chung là bán không lợi nhuận luôn nhá các bạn nhá, bán không lợi nhuận. Và hình này, cái hình này này, cái in này nó là in nóng nhá, in ép nóng luôn. 65 cân mã này không vừa. 65 cân thì cái mã này này. Đấy. Chỉ có Shopee nha em, xỉ lộn xộn từ 10 sản phẩm nhá. 65 cân thì chỉ mặc vừa cái áo chữ lúc nãy thôi, áo UA các thứ lúc nãy thôi. Chất da cá mà em, chất da cá nha. Trời ơi, bảo bao nhiêu lần các bà rồi, chất này nhà em là chất da cá nha các bà. Đấy, comment nhanh cho em đi. 39k nhá. Áo con trai nhá. Đây ạ, con trai in này. 39k kèm màu kèm số điện thoại. Khánh Thủy một cái trắng đồn này.
Comment nhanh 39.000 cho em nhé mọi người nhé. 39.000. Nhá mọi người ơi, áo này áo chữ in này, áo in hình chữ này, in hình người này. Áo này yên tâm là in ép nóng thì nên không bao giờ bị bong chóc trong của mọi người đâu, yên tâm đi. Cũng không bao giờ kiểu bị dính vào nhau đâu mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn ấy. Đây. Hai màu, màu trắng và màu đen nha. 39.000 tại cái livestream này thôi nhá. Ô sao này mọi người buồn đấy. Bán rẻ lắm rồi ấy các bà. Nếu các bà buồn thế là em không bán rẻ nữa đâu. Em bán đúng giá luôn. Bán rẻ thì các bạn phải chia sẻ livestream đi. Chia sẻ cái livestream này cho em đi ha. Phạm Thị Thanh Thảo trắng đồn này. Chia sẻ livestream nhé các bà ơi. Chia sẻ livestream nha. Đen cho Thanh Tâm này, 39.000. 39.000 mọi người nhá, thế nên cố gắng lấy nhiều đủ đơn cho em thì mới đi nhá. 39.000 không ship code được đâu mọi người ạ. Rồi cho Thanh Tâm một đen, bà nào lấy nữa comment đi. 39k kèm màu kèm số điện thoại nhá. 39k kèm màu kèm số điện thoại cho em. Nói chung toàn mã xinh thôi. Lấy cái đống sóc bò ra đây cho chị xem nào. Bán sóc bò 49.000 cho mọi người nha. Bán sóc bò 49.000 nhá. Cho em thế thôi. Chứ không mày định để ở đâu, mày để ở đầu tao nhá. Sao mà bọn này cứ làm mình phát điên. Đây. Shop bò này nhà em là shop bò chỉ còn lẻ size thôi mọi người nhá. Hai trắng hai đen cho chị trắng đen này. Rồi ok nhá mọi người ơi, qua mẫu đây, em qua mẫu em không bán mẫu này nữa nhá. Tại vì chờ lâu lắm. Chờ mọi người lâu lắm như thế nó mất thời gian ấy. Shop bò 49k anh khi chia sẻ livestream nhá, không chia sẻ livestream không bán nhá mọi người nhá. Chia sẻ 30 lần hội nhóm nha. Tất cả những cái đơn này của mọi người ai không chia sẻ livestream em sẽ không để hạt giá đấy cho mọi người nhá, được chưa ạ? Thì mọi người lưu ý nó chỉ còn lẻ mẫu lẻ size thôi, nó không còn nhiều và nó cũng không còn đủ gì đủ size cho mọi người đâu. Thế nên là ai đặt cái gì thì đặt nhanh cho em nhá, em sẽ đọc theo mã nhá. Lên mã đầu tiên này, mã số 1. Quần sóc nhá, quần sóc nhà em thì mọi người yên tâm đó là chất thì chất bò, nó là một cái chất bò cực kỳ mềm, chất bò bán xốp và nó là quần cặp cao nhá mọi người nhá. Quần này là quần cặp cao chất bò mềm bán xốp nha, được chưa ạ? Thế là thì comment nhanh cho em đi. Đây, mã số 1 nhá, mã số 1 em lên một cái quần này size M nhá. Mã số 1 size M nè, được chưa? Ai lấy comment nhanh cho em. Mã 1 size M kèm số điện thoại 49.000 một cái nhá mọi người nhá. 49.000 một cái comment nhanh cho em, đó là mã 1 size M nhá. Mã 1. Mã 1 này size M. Màu này là màu khói sáng nhá, khói này là khói sáng. Comment nhanh là mã 1 kèm số điện thoại nhá. Size này là size M, ai mặc size M thì comment nhanh. Mã 1 size M nhá, 49.000 một cái. Riêng shop thì mọi người mặc được quanh năm luôn. Mùa thu mùa đông mọi người lạnh ấy thì mọi người có thể mặc một cái quần tất lưới hoặc một cái quần tất da chân bên trong ấy, mặc cực kỳ xinh luôn nhá. Đây. Đây, cận cảnh shop cho mọi người luôn nè. Đó, thấy chưa? Quần này là quần size M nè. Ai lấy comment nhanh mã 1 nha. Shop 49.000 nhá mọi người nhá. Xả luôn, nói chung hôm nay còn ít ấy, xả hết cho mọi người luôn. Đây ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Mã 1 size M. Phạm Thị Thanh Hà và mọi người chắc chắn nhá. Chắc chắn đặt thì đặt cho em nhá. Tại vì hàng xả với cả hàng bán không có lãi nhiều ấy. Thế nên là chắc chắn nha. Quần sau này em xả cực kỳ rẻ rồi. Rẻ rẻ bằng 1/3 so với shop. Shop nó phải bán 150-170. Mà em chỉ bán có 49.000 xả cho mọi người thôi. Hello Bích Hằng. Ok, lên mã này tiếp, mã số 2. Mã số 2 là còn một cái mã quần shop xanh nhá. Xanh, màu này là màu xanh. Size này là size L nha. Size L này mọi người ơi. Đây này nó đẹp từ cái tang mát rồi đi cơ. Thế nên cứ yên tâm cho em. Comment nhanh cho em mã số 2 nhá. Ai mặc size L thì comment nhanh mã 2 cho em. Mã 2 này này. Đây này. Đấy, nó còn điểm nhấn ở đây nữa này. Nó xẻ ở đây nhá.
cực kỳ là cá tính luôn, mặt rất là xinh nhá. Cặp thì cứ yên tâm là cặp cao đến tận trên rốn luôn cho mọi người đấy, cực kỳ đẹp luôn. Comment nhanh cho em mã 2 nha, mã 2 bạn nào lấy thì comment nhá. Mã 2 này size L nhá, size L nha, 49.000, Thanh Hải Phạm Huỳnh này, đẹp lắm mọi người. Hết rồi, mã thứ 2 em cho ấy rồi, ai comment nhanh thì được. Size L tiếp này, size L tiếp này, mã số 3 cho chị hai áo em mặc. Ok chị Nguyễn Thị Hằng này, thế này em ghi chị Nguyễn Thị Hằng inbox đi. Mã số 3 size L tiếp nha. Mã số 3 size L đây này. Đấy toàn tam mắc đẹp thôi mọi người nhá, yên tâm đi. Hàng này là hàng chuẩn luôn nhá. Đây này, đấy. Mã số 3 size L Thanh Hải Phạm Huỳnh này. Mọi người comment nhanh cho em thôi, nhanh thì được. Còn toàn lẻ size thì đây là có thể xả. Quần đùi em ơi, quần sóc bò nhà chị là đang xả 49.000 khi chia sẻ 30 lần hội nhóm nhá. Đúng rồi chị ơi, size L tầm 5556 cân đổ xuống cho em, 52 cân mặc L nhá tình yêu nhá. Anh nhanh lên tí, sao mày biết lâu hết. Cái này em có biết cho ai không? Có ạ, tập thanh bạn chậm rồi. Ok, tiếp này em lên mã số 4 nha. Mã số 4 size M nhá, mã số 4 size M. Mỗi mẫu thì còn duy nhất một chiếc thôi, thế nên mọi người lưu ý cho em được chưa ạ? Mã số 4 size M, và ai đã từng lấy quần sóc nhà em bán, ai đã lấy mặc thì biết cái chất và cái form nhà em nó quá là đẹp luôn, thì mọi người luôn. Ngày xưa thì gọi là bán thì gọi là siêu siêu nhiều cái quần này luôn. Bây giờ chỉ còn sót kho thì nên là mới xả nỗ thôi. Ngày xưa còn toàn xỉ 75 với cả 85.000 ấy mọi người. Bây giờ bán 49 lỗ sức mặt lờ luôn thề. Mã 4, mã 4 size M. Đấy. Cho chị Quyên Nguyễn này, Quyên Nguyễn xỉ inbox này. Thảo nào kìa. Mã số 4 cho Becky Jean, có Becky có, đấy, lăn nữa, lăn nữa. Quyên Nguyễn, mã số 4. Ai đấy? Chị em. À, cứ tưởng Thảo ấy nhầm. Mã số 4 cho chị Quyên Nguyễn đi. Tiếp theo này, mã số 5 size S nha. Mã số 5 size S cho em. Đó, cực đẹp luôn, màu này là màu khói nhá, có điểm nhấn này. Mã 5 nhá, comment nhanh cho em. Em còn nhiều sót nhá chị ơi. Còn nhiều mà, còn tầm hơn 100, 200 gì đấy. Mã số 5. Mã 5 này. Mã 5. Phạm Thúy Vi mã 5 để lại số điện thoại này. Phạm Thúy Vi mã 5 để lại số điện thoại cho em, mã 5 size S. Cực đẹp luôn. Mã 6 size S tiếp này. Mã 6 size S này. Mã 6 size S tiếp. Ờ chị ơi em không biết là có không, tại vì nó lẫn mẫu lộn xộn ấy. Màu xanh đen không bạn? Có nhá, lát nữa em lên. Phạm Thúy Vi ơi để lại số nhá, mã 6 size S này, comment làm 6 cho em. Mã mèo vằn cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Đấy. Chị ơi ôm 30 chiếc hay 100 chiếc vẫn giá 49 nha, tại vì hàng này em xả lỗ thề luôn ấy mọi người, em không bán hàng vớ vẩn đâu. Em lúc nào em phải bán hàng đẹp này, sẽ em còn xỉ 75 85.000 ấy. Thế nên mọi người lưu ý thông cảm nhá. Xả lắm rồi. Cho chị cái khói lờ đi. Em chưa thấy. Lát nữa thấy thì em lên nhá. Mã 5 size S cho chị gì ấy, không lấy cho Nga Kin đi. Cho chị Nga Kin mã số 5 size S này, mã số 6 size S này mọi người nhá. Mã số 6 size S này, Đỗ Thanh Hoa để lại số điện thoại nhá. Thôi. Chị Phạm Thúy Vi để số đi rồi kìa. Thôi. Mã số 6 cho ấy này, cho mã số 6. Đỗ Thanh Hoa để lại số cho em đi, không là em cho người khác nhá. Mã số 6 cho em. Thanh Hoa được. Mọi người không kèm số điện thoại, em không chốt đơn đâu nhá. Em sẽ chốt đơn cho những người sau mà người ta cho em số điện thoại 60 cân không vừa đâu tình yêu ơi. Số bò này không có size cho 60 cân. Mã số 6 ạ. Hoàn Nguyễn mã 6 để lại số cho em đi. Mã 6. Không là em cho người khác nhá. À không nhầm, chị Đỗ Thanh Hoa đúng không? Tôi cho chị Hoàn Nguyễn đi. Cho chị Hoàn Nguyễn mã số 6 nhá. Bây giờ em cứ nhìn thấy ai không cho số điện thoại em không chờ đâu, em không chờ mọi người đâu. Tại như thế mất thời gian lắm, em sẽ cho người nào mà cho em số điện thoại hoặc là những cái đơn có đơn rồi ấy, em sẽ ưu tiên, được chưa ạ? Mã tiếp mã số 7 size L. Mã số 7 size L màu xanh nha, 44 cân mặc size S thôi em ơi. Mã số 7 size M nhá. Đấy, nó có điểm nhấn này, đây này. Đấy, mã số 7 cho em, mã 7 size L nhầm, mã 7 size L. Áo chị mặc có nhá, nhưng mà chị lát nữa chị like lại, bây giờ chị không chốt đâu. Mã số 7 size L, Nguyễn Thị Hằng này.
Chị Nguyễn Thị Hằng có đơn rồi, chỉ cần comment là 7 dồn cho em thôi, đỡ mất thời gian. Có đơn rồi comment cho em. Có nhiều ấy lắm, có nhiều áo lắm, nhưng mà thôi like shop cho nó hết. Like một lần là hết luôn đấy. Mã 8 size L. Mã 8 size L, nói chung toàn quần đẹp thôi. Các bà sờ vào đếch đứa nào nghĩ là 49.000, em nói thật, kể cả các bà đi lấy xỉ ở Ninh Hiệp nha, đi lấy xỉ chỗ khác, những cái dáng như nhà em không bao giờ có cái chuyện là 49.000 đâu. Em lấy hàng mấy nghìn cái một lúc ấy, mà em còn vẻ một bàn 49 là em còn rất là lờ luôn. Mã 8 cho em, mã 8 size L cho chị Nguyễn Thị Hằng này. 8L Nguyễn Thị Hằng. Mã 9 size M nhá các chị yêu, nhìn thấy chưa ạ? Mã 9 size M, mã 9 cho em, comment nhanh 9. 9 kèm số điện thoại, nếu chưa có đơn rồi comment 9 rồi. Mã 9 này là size M, bà nào mặc M thì comment M. Ok chị Phạm Thúy Vi. Phạm Thúy Vi ơi, để lại cho em xin số điện thoại nhá. Cái đơn lúc nãy chị không cho em số ấy, thì nên em nhường cho người khác rồi. Mã 9 chị Phạm Thúy Vi chỉ cần để lại số thôi, lát nữa nhà em sẽ có nhân viên gọi chốt đơn cho mọi người. Hoặc mọi người có thể vào inbox để chốt đơn. Ghi địa chỉ cho nhà em nhá. Phạm Thúy Vi đi, cái đấy cho chị Vi đi, chị Vi để lại số. Và chị Vi ơi, chị ở trong miền Nam ấy thì lưu ý cho em là nếu mà vận chuyển nó sẽ mất tầm 7 ngày cho đến 90 ngày nhá. Lúc nãy chị cho muộn thì em cho người khác rồi. Mã 10. Mã 10 này là size M nha các chị yêu nhá. Mã 10 size M comment nhanh cho em. Chị nào thích size M thì comment nhanh mã 10 này. Mã 10 này là size M nhá. Bò loang cực kỳ cá tính luôn. Nó có điểm nhấn ấy, nó có điểm nhấn là ở đây này. Đó, thấy chưa? Cực đẹp luôn. Đấy. Mã 9, mã 9 cho mã 10 cho em, mã 10. 10 cho chị Quyên Nguyễn này. Tiếp này. 10 cho chị Quyên Nguyễn. Ok, chị Phạm Thúy Vi này, em ơi ghi chị Phạm Thúy Vi. Lấy số rồi à? Em ghi cả địa chỉ thôi để chị em chụp ảnh màn hình địa chỉ của chị Thúy Vi đi. Ok, mã 10 cho ai nhỉ? Quyên Nguyễn đó. Quyên Nguyễn. 11 này. 11 cho em. Size M bao nhiêu cân mặc? Cho em chiều cao cân nặng của chị nhá. Không được. Tại vì mày chốt chậm quá. Size S này, thấy chưa? Các chị nhìn thấy đúng size nhá. 11 cho em, 11 size S. Màu này là màu xanh nha. Đây. Đấy. Xanh này là kiểu xanh 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 ấy. Xanh mốc ấy, đẹp lắm. Rất là cá tính luôn. 11, 11 cho em. Đấy, bây giờ còn lẻ size, lẻ mẫu ấy, chứ nó không đủ size đủ mẫu thì đấy, mọi người nhìn không? Rất là nhiều mẫu luôn ấy. 11 cho em này. Hương Luta là để lại số cho em nhá. Hương Luta để lại số điện thoại. Khách quen nhưng để lại số đây. Tại vì chả nhớ số nữa. Ok chị Hương Luta này, mã 7 rồi nhưng không có, em ơi hết rồi. Tiếp này, mã này là mã số 12 này. 12, mã này là mã size S nha các bà nhá, được chưa? Mã size S nhà em này. Mã số 12 cho em, màu xanh nhá. Cực đẹp luôn. Comment nhanh mã số 12. Lấy cho chị tiếp quần ra đây. Mã số 12 này, 1m72 48 cân mặc. 1m72 mà 48 cân. Mặc size M cho em thôi, nếu mà chân thon như thế mặc size M cho em thôi. Còn nếu mà đùi to hông to thì mặc size L cũng được. 12 cho Bùi Huyền này. Ship đồng giá toàn quốc với đơn dưới 1 cân là 35.000, trên 1 cân thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một tí, nên các chị lưu ý cho em nhé. Mã 12 cho Bùi Huyền này. Mã 12 size S cho Bùi Huyền. Tiếp theo. Mã này là mã số 13. 13 size gì đây ta? Mã 13 size L. Ok. Mã 13 size L cho em nhé các chị yêu nhé. Mã 13 size L. Màu này là màu xanh. Mã 13 size L. 12 em hết rồi. Like nhanh xíu á. Ok chị ơi, chờ em một tí. Tại vì là cứ phải dơ mẫu rồi size ấy. 50 cân thì mặc size. Nói chung là tùy đấy. Chân thon thì mặc M cũng được, không thì mặc L. Đây, 13 size L. 13L nhá. 13L, 13L. Comment nhanh 13L cho em. Mặc chị nào mặc size L. Chứ chị Nguyễn Thị Hằng này. 14S. 14 size S này. 14 size S cho em. Bà nào mặc size S thì lấy cái mã 14 nhá. 14S nhá. Mã 14 size S, bà nào lấy comment nhanh 14 cho em nhá. 14 kèm số điện thoại, nếu chưa có đơn rồi comment dồn cho em nhá. Đây, à có S lát nữa nha. 14S, 14S. 14 Hương Luta này. Trời ơi, cái này về các chị bán quanh năm suốt tháng. Các chị bán 70-80 nghìn. Siêu rẻ, rẻ rất là nhiều so với shop luôn. 15S. 15S, 15S.
quá là xinh nhá, các chị nhìn thấy không? 15S cho em, nó đẹp từ cái tam mác trở đi nhá các chị yêu nhá. Đấy, 15S cho em, 15S. 15S màu xanh mốc, 15S. 15S. Hết rồi, 14 hết rồi. 15 size S nhá các chị yêu ơi, 15 size S cho em. 15 size S. 15 size S này. Mã này có size gì đây? S. 15 đi ạ, à, chị nào lấy 15 có mấy 15 nhá. Mã tiếp mã 16 này. Mã 16 size S nha. Đây bên này là rách. Còn bên này nó là chữ nhá, chữ này là chữ thêu nhá các chị yêu nhá. Chữ này là chữ thêu cho em. Mã 16 em có 3 cái size S thôi. 15 cho Jerry Nguyễn, Jerry Nguyễn có đơn chưa? Jerry Nguyễn để lại số điện thoại cho em đi. Cho không thì cho Hương Giang nhá. Ai để lại số thì em sẽ để cho người. Ông mã này mã bao nhiêu? 14 16 đúng không? 16 này, 16S, 16 comment 16 cho em. Em là Trúc một cái 16 đây, Phạm Thúy Vi một cái 16 và chị Đỗ Thị Thúy Hằng có đơn rồi đúng không? Một cái 16 đây. Đấy. Ok. Ôi em ơi, cái này là cái ấy thôi. Cái này đâu phải là short. Lên mã tiếp này. Chán bọn này đi. Chỉ còn mỗi cặp đấy à? Ở dưới hết à? Vâng ạ, cái này là màu váy với cả các thứ. Ờ, đây. Cái này cứ bòn mót đi em. Ok, cho em một tí hen. Người cháu em biết chị cho ai chưa hả? Em nhìn đây là em biết. Nhưng em phải rất là nhiều người chốt. Em phải nghe chị đọc tên ai thì em phải cho người đấy. Chứ không phải là em nhìn em biết bao nhiêu người chốt 16. Còn em ghi tạm đây cũng được nè. Em ghi nhanh lên. Ai đấy? Đỗ Thị Thúy Hằng. Nhá. Em là Trúc một cái 16. Vâng. Em nhìn thấy cái em là Trúc chưa? Em thấy rồi, ở trên. Cái gì đấy? Cái gì đấy? 19K Đỗ Thị Thúy Hằng. Em là Trúc. Phạm Thúy Vi. Em có nhìn thấy đơn em là Trúc chưa? Em có cả số điện thoại em. Sao mày ghi chậm thế em? Bốn chín nghìn. Thật đấy, chị like chị chờ mày thế nhưng thầy chị viết nó còn nhanh hơn đấy. Em cứ vứt tạm ra rồi em lại ghi tên khác vào đi cho nó nhanh, gạch cái này đi này. Cái đấy cho ai? Phạm Thúy Vi. Khổ lắm, suốt ngày phải gào cái mồm lên. Cái này có hai cái nè. Cái này có một cái L, hai cái L nhá. Tiếp theo mã 17 nha các chị ơi, mã 17 size L cho em. Mã 17 xả sóc bò. Lần lúc nãy em xả xả áo rồi. Xả sóc xong người thích xả cái gì thì xả sau chứ không phải xả nguyên sóc bò đâu. Các bà cứ yên tâm đi. Nào comment nhanh cho em mã 17. Mã 11 hết rồi chị Jerry ơi. Mã 17 size L. Comment nhanh 17 17 nhá, có hai cái 17 size L thôi, chỉ có hai cái thôi các bà nhá. Đây là những cái mác lên tay sale. Đấy. Nguyễn Thị Hằng một cái này, em ghi luôn rồi em mới nhét phần vào sau. Nguyễn Thị Hằng một cái này, em đặt chung một cái 17 size L. Chắc chắn đặt cho em nhá, tại vì em xả lỗ rồi các bà đừng bùng hàng em, khổ thân em lắm. Suốt ngày em phải đi xả hàng bùng em mệt lắm luôn ý. Ok, em đặt chung một cái 17 này cho chị Nguyễn Thị Hằng cái 17 là hết rồi. Ok, lên mã 18. Mã 18 size S nha. Mã 18 size S, đẹp không? Xinh lắm đây này, đấy. Cực đẹp luôn các chị yêu nhá. Mã 18 cho em. 18 kèm số điện thoại hoặc 18 dồn. Size này size L được chưa ạ? Size L nha. Comment nhanh mã 18 cho em nhá các tình yêu nhá. 18. Phạm Thúy Vi một cái 18 này. Xả gọi là nó cứ kiểu short ấy. Nó short mẫu thôi, rồi nó short như sai linh tinh ấy. Thế nên short size, lẻ mẫu thế nên xả nốt thôi. Eo ơi khiếp, còn ít lắm, ngày xưa em bán như điên luôn. Size M, mã 19M. 19 size M nhá, nó có điểm nhấn này các bà nhá, nhìn thấy không? Đấy. Nó có điểm nhấn luôn này, tăng mác nó đẹp dã man luôn. 19M. Không có cái gì. Không có co giãn đâu chị ơi, mà nó là chất bò mềm bán xốp nhá. Chất co giãn bán mặc kinh lắm. Đây này, nó rất là mềm luôn mà nó kiểu nó cạp cao ấy, hàng bán xốp thoải mái cho các chị yêu luôn. Hương Luta một cái 19 này.
xếp dưới tạm vào. Hết rồi các bà ơi. Mã 20 size L, 20 size L, bà nào lấy size L comment 20 đây. 20L nha. Đây mình nhìn thấy chưa? Đấy. 20L, 20L 63 cân mặc không vừa đâu chị yêu ơi. 63 cân nhà em không có size nhá. 30 à? À 20L, 20L. 20L cho em ha. Đấy, được chưa? Thế cả chị mặc lát nữa chị lại like tiếp. 20L bà nào lấy comment 20L cho em. 20L Nguyễn Thị Hằng. Nguyễn Thị Hằng 20L này. 21L. 49.000 em ơi. 21L. Đó được chưa các bà? Đẹp không? Xinh dã man nhá. 21L cho em này. 21 size L. 21L. Comment nhanh 21L. Nhanh còn kịp đấy. Nhớ chia sẻ livestream nhá. Áo này lát nữa em like sau. Ồ, bây giờ em thấy toàn xanh thôi. Chả thấy khói chiếc gì cả. 21 Ngọc Lệ Nguyễn để lại số điện thoại này. 22L này. Cho Linh Hải đi, Ngọc Lệ Nguyễn không cho em số, em cho Linh Hải 21 đi em. 22L. Chị U nãy giờ em chẳng được cái nào size L. Đây, 22L đây, lan lớp ơi. Tại vì mạng em lag hay làm sao á. 22L. Xinh không? 58 cân mặc size L nếu mà người bé, chân bé, thon thon cho em. 22 cho Thắm Lê này. 23L, 22 giống như thế đúng không? 23 giống thế đúng không? 22L cho chị Hương Luta một cái nữa này. Có 2 cái các bạn. Hương Luta một cái. Em ơi em vứt cẩn thận không? Em có thể là em quăng rồi nó trổ hết túi ra không? Đấy. Tại vì cái này nó mất băng dính rồi. 24 em. 24 u nhầm. Cái này là chân váy. Ui giời ơi. Để lẫn lộn chân váy không chị này. Thôi đi. Ngày xưa chúng mày xếp với nhau chứ bây giờ thì em không biết. Trời ơi cứ mở mồm ra là em không biết. Nó rõ ràng là xếp với nhau nhá. Bảo sao cứ hay bị chửi với cái tội hay cãi. Lại không. Xếp với nhau bây giờ bà em không biết. Ừ, áo gì? Áo thấy tim ạ. Áo thấy tim ở đây làm gì có mà tím. Em nắm hết vào đây đi em. Còn cả chồng ở dưới nữa. À cạnh nói. Tiếp nè. Mã bao nhiêu rồi các bà? Ờ, không, chân váy lăn nữa bán giá khác mà. Giữ quá không? Giữ thì chị trời ơi, tại vì bọn nó hay cãi lắm luôn ý. Nhá, nhà có rất nhiều nhân viên chúng nó xếp hàng với nhau. Bây giờ xếp lẫn lộn cả chân váy hàng đắt của mình, cả sóc bò của mình. Bây giờ nói thì chúng nó lại cãi là không, em có xếp đâu với cả em không biết. Cái lúc bọn nó xếp chúng nó cũng không biết là chân váy với quần ý. Bây giờ cũng kêu là không biết nữa. Nào, không nhớ là mã bao nhiêu nữa cơ. Mã này là mã 27. Mã 27 size em này, comment 27 nha. Em ơi ít thôi em. Mang dần dần thôi. Mà trước ít thì mày mang ít quá, mà nhiều thì mày mang rõ là nhiều cho chị. Làm gì còn chỗ mà để nữa, mày không định ngồi à. 27S này. 27S cho em. Quá xinh luôn, khói nha. 27S cho chị Quyên Nguyễn này. Trời ơi, nó còn để lẫn lộn nhiều thứ lắm mà em còn chưa sờ đến cái thôi. 28S cho em. 28 size S này. Cực xinh luôn nhá. 28S này, thấy chưa? Đấy. 28S. 28 Phạm Thúy Vi. 29M. 29M, 29M. 29 size M nha. 29 size M, ui đẹp vãi đái. Thề luôn ý mà. 29 size M đúng ngày xưa bán xỉ 75, 85 đúng không nào? Thì gọi bán như điên luôn. Tại vì nó vừa đẹp vừa hot ý mọi người. 29M. 29M kèm số điện thoại nha các bà. Không kèm số điện thoại không chốt đơn nha. 29 cho chị Thắm Lê này. Đấy. Không đẹp không lấy tiền luôn. Lên cái mã này cực kỳ nhiều này. Mã này thì cực kỳ nhiều luôn. Các bà lấy size nào cũng có luôn á. Mã này cực kỳ nhiều nhá. Thế nên chị nào lấy comment nhá, đủ size luôn. Mã này là mã 30. Mã số 30 đủ size SML nhá các bà nhá. Mã số 30 đủ size SML đây này.
Đấy, đây, chữ theo nhá, các bà lấy thoải mái luôn. Mã số 30 đủ size S, M và L, ai lấy comment nhanh, 30 kèm size kèm số điện thoại. Hết 29 rồi ạ. Lan nữa em sẽ lên chân váy sau. Yên tâm, Lan nữa em sẽ lên chân váy sau nên bà yên tâm đi. 30 kèm size kèm số điện thoại cho em. 27 hết rồi Jerry Nguyễn nhá. Phạm Thúy Vi để lại số cho em. 30 này em có đủ size S, M, L luôn, có rất là nhiều. Nhiều lắm, mã 30 rất là nhiều, 30 size M này. Còn size ấy chứ nhỉ. Em xem có 30 nhá. 30 size M cho em là Trúc này, 30S cho bé Tẹo này, 30S cho bé Tẹo này, 30L cho chị Nhàn Trần này. Đây mở đây, mở đây. 30L cho chị Nhàn Trần này. Lời cho chị Nhàn Trần này. Đó. Trương Nguyễn Thị Linh 2M là cái gì em? 28S hết rồi nhá. Linh Hải 30 size L. 30 size L cho Linh Hải này. 30 2M Nguyễn Thị Linh này. Ok. Đây, M đây. 30 2M cho Nguyễn Thị Linh này. Em đi đây. M. Đây này. Đây nhá. 2M Nguyễn Thị Linh này. Lan nữa không xem được. Đây đây. 30 2M dồn ok rồi nhá. 49.000 một cái. Lan lớp 30 size L. Ôi trời ơi. Lan lớp này. Cái này Nguyễn Thị Linh hai cái M. L này cho Lan lớp này. 30S cho Hồ Lệ Thủy này. Hồ Lệ Thủy này. 30M cho Huyền Trang Silver này. M cho Huyền Trang Silver. Chờ em tí, em phải tìm size các bạn. Khổ lắm. L, M này. M cho Huyền Trang Silver này. 30S Phạm Thị Lan Anh này. 30S cho Phạm Thị Lan Anh này. Hồ Lệ Thủy em cho rồi nhá. Mà Thanh Hải Phạm Huỳnh 30L này. 30L Thanh Hải. Thanh Hải Phạm Huỳnh này. Ok Nguyễn Thị Linh nhá, 30L cho Linh Hải. Linh Hải nó lại có đơn chưa? À Linh Hải hôm nay chị cho vào đây chưa? Linh Hải rồi mà. 30S cho Jerry Nguyễn này. Đấy. Ok chị Hằng nha. Em là Trúc 30 size M một cái nhé. Ok, size M một cái cho Phạm Thị Trúc. M. Phạm Thị Trúc. À em là Trúc. Hằng Kim 30 size M. Hằng Kim 30 size M. Hằng Kim 30 size M này. Đấy. Hồ Lệ Thủy rồi em. Mọi người chỉ cần comment một lần thôi. Chippy Dung 30 size S này. Jerry Nguyễn rồi nhá. À ok Hồ Lệ Thủy, em ơi em ấy cho cái bạn Hồ Lệ Thủy chưa? Rồi đây em cho một cái size L, một cái size S rồi, một cái size L. Không, bỏ cái size S ra. Em ghi số điện thoại cho em. Rồi ạ. Đây bỏ ra. Em bỏ ra em phải gạch luôn chứ. Ok rồi. Có rách, có không rách mà. Ok ok Hồ Lệ Thủy, nhân viên chị cho em rồi. Nào ai lấy comment tiếp, 30 kèm size cho em tiếp đi. 30 em còn size S này. S này. S này. Ôi 30 em chỉ còn duy nhất. À 1S 1L. Ôi sao em lại bỏ cái L ra em? Em phải bỏ cái S ra chứ. Chị bảo là em bỏ cái S ra mà. Mấy em đưa S mà. Cái gì? Không mà em tìm ạ. Đấy thôi. Đây thôi. Đây. Đây nó L má. Ui từ nãy em không nhìn sai à? Em có hay không? Em nhìn em xuất hai cái em nhầm ạ.
Thế bây giờ nhầm kiểu gì bây giờ? Thế khách thì có khách thì không trời ạ. Bạn điên luôn đi. Phương Uyên một size M, 30ML. Ok chị Thắm Lê 1M 1L. Một màu một lời Thắm Lê. Phương Uyên 1M. Hết rồi, hết M rồi Phương Uyên nhá. Em chỉ còn S thôi. Còn 3 cái size S thì nào lấy nốt comment nhanh cho em. 30 size S nhá. 30 em còn duy nhất 3 cái S thôi. Comment nhanh cho em để qua mẫu luôn nhá. 30S, 30S cho em này. Cực xinh luôn nhá, 30S. M hết rồi nhá Phương Uyên nhá. Em chỉ còn S thôi tình yêu ạ. 30S cho em. Comment nhanh cho em 30S. Qua mẫu lát nữa lại lặng. Ờ ok chị em là Trúc nhá. Inbox cho em nha. Tiếp này em lên size M này. Size M đây chị nào lấy thì comment. Size M cho em nhá. Cực xinh luôn nhá các chị nhá. 31 size M cho em. 31 size M. Nhớ để ý size của khách đấy. Biết cái lung ta lung tung không biết là cái L lúc nãy khách nào lấy cái S hay cái L mà em nhầm rồi đấy. 31M cho em. 31M này. Đó, bạn nào lấy comment nhanh 31 size M nhá. 31 size M giúp em. S cứ tầm bà nào mignon thì mặc S cho em. 44, 45 cân đổ xuống thì mặc S cho em nhá. 31 size M ai lấy comment cho em đi. 31L. À 31M. Ba mốt là Mỹ Duyên này. Em ghi xong chưa? Em còn một chiếc nữa ạ. Biết thì chậm gì gì ấy. Chứ vừa like vừa chờ này lâu ghê ấy. 31 này. Quần nó quần 49.000 bà ơi. Em còn không thấy màu khác mà đổi ấy bà. Hoàng Mỹ Duyên 31 đấy. Cái đấy em cho ai đấy? Cho em đến 30S. Đấy lúc nãy là em nhầm rồi đấy. Lúc nãy là em nhầm size của khách rồi. Vâng em nhầm. Không bao giờ chị ấy như thế đâu. Gọi cho nhớ lắm, gọi cho khách thì phải để ý là khách lấy size gì. Mình ghi thì đẳng làm một nẻo chút trời ơi. Quần chứ nó có phải áo đâu, quần nhầm size cho khách là khách không thể mặc được. 48 cân mặc mờ bà. Mấy giờ? Ồ em ơi tầm 4 rưỡi 5 giờ đi. Cái 31 là sao hả chị Trân? Điếc à, bảo Hoàng Mỹ Duyên tôi nói rất là nhiều lần rồi nha. Có phải cái Hoàng Mỹ Duyên nó comment trước không? Vâng đấy. Thật nữa mày đừng làm như chị, tao nổi điên không về ai lại bảo là tao ác mồm ác miệng với cả tao đánh đá. Còn có thể chọc tức mình thì nghĩ lên ui. Sao cái mã này còn nhiều thế? Mã này còn nhiều dã man ý. Nào, lấy hết ra đây xem còn một khói không, lấy ra đây cho khách. Không, số bỏ nhà chị hầu như là tách hết em ạ, không có không tách đâu. Đây like xem còn cái gói nào mang hết ra đây. Mang hết để đây. Không phải để ở đấy. Không định ngồi mới biết à. Thôi đóng vai ác một tí cũng được. Để được việc. Mang hết ra đây. Mang hết ra. Không chưa còn không? Không phải cái còn khác chứ, thì nó vừa lấy. Hết rồi chưa? Ừ, chưa hết sạch á. Và lại xem nào. Không hết chưa? Đây. Còn cái đây có khói đây. Chia sẻ livestream tiếp cho em đi các bà ơi. Xả lộ lắm chán đời, đang chán đời nữa. Viên cứ tiểu hưu. Nẫu mề.
Lát nữa còn một ít chân váy, trả cả chân váy cho các bà nữa luôn. Còn nhiều chân váy, à còn nhiều sót lắm bà ơi, yên tâm đi. Còn nhiều mà. Cái này size M này. Comment nhanh cho em mã, bây giờ đọc mã là khác nhá. Đọc lại nhá. Mã 00 này. Mã 00 này size M này, comment là 00 nhá. Mã 00 size M, bà nào lấy comment nhanh đây. Đẹp vãi đái luôn, màu trắng 00 size M. Comment số điện thoại, nếu chưa có đơn rồi comment dồn. Bạn chỉ cần comment mã thôi. Size tự em đọc. 00 M. Thắm Lê. 01M. 01M kết hợp với dàn di 01M. 00 cho Thắm Lê. 01M. Comment nhanh 01 nhá. Không lên chung với ca sĩ đâu. 01 ai lấy comment nhá. Kết hợp với dàn di. Mã này là mã 02 size S. 00 hết rồi nha. 02 S. 02 size S này. Mã 02 size S. 01 hết rồi. À nhầm 01 cho Linh Hải. 02S, 02 size S. 02S nhá. 02S. 2S, 2S cho em nhá. 2S này. 2S. Hết rồi, hết 00 rồi. Mỗi mẫu em chỉ còn duy nhất cái, có mẫu nào nhiều thì mới còn thôi. 02S bà nào lấy comment là 2S cho em. Đẹp lắm mọi người ạ. 3S này. 3S là có mèo kim sa này, thấy chưa? 3S cho em nhá, 3S. Mã này mã 3S này, yên tâm toàn hàng cặp cao thôi. Hàng chất bò mềm bán sốt cho mọi người luôn. 3S cho em nhá, 3S. 01M hết rồi, 3S này. Mã số 3 size S. 2 cho Hoàn Nguyễn. 3S nhá. Nhầm 3L, tổ sư. 3L các bà ơi. Sorry. Mã số 3 size L, mã 3 size L nhá. 3L, mã số 3 size L ạ, à, con mèo. 3L. 4S này. Mã 4 size S này. Khói nhá, mã 4 size S. 4S cho em này. Đó. 4S nhá, mã 4 size S. 4S, bà nào lấy comment 4S. 3L 4S, 3L Phương Phương. 4S Tuyên Nguyễn, em nhìn đi em. Em không thấy có túi. Sạch túi ở dưới kia, tức là quần. Lúc nãy mấy cái túi, cái này không có túi à? Không ạ. Thế chị cứ để bừa, chị lấy bừa. Em để ở trong. Thế em ghi đây nè. Thế em phải tìm chỗ em ghi chứ. Thiếu gì chỗ mà ghi. Cái đấy em cho ai? Phương. Ghi tay lại còn phải xem lại là tên là gì nữa. Cho ai? Cho Phượng Phượng, và em chỉ có số 3L để số. Phượng Phượng có số rồi thấy. Nghe em ạ. Cái gì? Không, chị hỏi em để cho ai, em để cho người ta. Thế em bảo nói to ra là cho Phượng Phượng. Khổ ghê cơ. Mã 4 cho chị Quyên Nguyễn. Mã 5M. 5M. Mã 5M. 5M nha mọi người nhá. 5M. sáu này cũng size M. 5 Quyên Nguyễn. 6M. 6M. Hết rồi, hết 5 rồi. 6M. 6 Thắm Lê. 7M. Nhá. 7M. Có hai cái, à một cái. 7M. 7M nha, 7M. 7M kèm số điện thoại, chưa có đơn nhá. Nếu có đơn rồi comment dồn cho em 7M. 7M Phượng Phượng. 8M. 8M này, thấy chưa? Có cái chỗ nhấn đây này. Đấy. 8M cho em. 8M nhá các chị yêu nhá. 8M. Đẹp vậy đá luôn. 8M xem không buộc nó vào. À xem không gặp cái ấy nó vào. Nó mất tính rồi kìa. Thì vẫn cứ gặp nó vào cho nó đỡ chui ra. 8M. Hằng Kim này, Hằng Kim này. Hằng Kim có đơn rồi đúng không? Vâng ạ.
9M. Khói 9M. 9M nhá. 9M, 9M. 9M. Hết rồi. 9M cho em. Ta xem M nè, cho các bạn thoải mái M luôn. Chị nào lấy 9M comment nhá. Thúy Huyền mã 9 size M kìa. 10M. 10M nhá các chị yêu nhá. Màu này là màu xanh nhạt này, màu xanh sáng nhá. 10M. Ta mác đẹp vãi đái luôn ấy. 10M. 10M cho em. Có size S tình yêu nhá. 10M. S9 rồi. 10M. 10M. 10 cho chị Thắm Lê. Em nhìn ở đây này chứ không phải em nhìn chị đâu em. Để chị đọc đến tên ai là em nhớ người đấy luôn, chứ không phải là em cứ nhìn vào mặt chị đâu. 11M này. Sao càng sai M này. 11M này. Đấy ạ. 11M nhá. Đây này. Đấy. 11M. 11M màu xanh. Trang Ly có đơn. Trang Ly kẻ cho số rồi đấy. 11 cho Trang Ly. 12S. 12S. 12S cho em. Đợt này em lười like thì nên thôi các chị thông cảm nhá. Em chia sẻ đi, em lấy lại tương tác đi, lười like quá. 12S này. 12S. Quyên Nguyễn. 13M. 58 cân mặc L cho em. 13M. 13M. Size L cứ tầm từ 5-6 cân đi. Bà nào mà cao mét 7 mấy ấy, thì cứ tầm từ 5-7-5-8 vẫn vừa L đấy. Tùy theo cái đùi cái mông của các bà nữa nhá. Nga Kin này. 13 cho Nga Kin. 14M. Cái này bà nào thích đơn giản thì mặc cái này. 14M. Cái này hàng xịn luôn ấy, nhìn thấy không. 14M. 14-14 cho em. Sáng ống nhá. 14M. 14M. Mai em qua lấy ok em. 14 nhá. 14M. 14 nha. 14 Nga Kin này. 15S. 15S. Đẹp lắm các bạn. 15S. Ôi chết rồi. Cái 15 này nó bị hỏng khóa. Bà nào lấy thì em trừ tiền sửa khóa cho các bà. Cái này em bán cho các bà 30.000 nhá. 15. Cái 15 size S này này, bà nào mà mặc size S thì chịu khó về sửa khóa em bán 30.000. 30.000 nha các bà nhá. 30.000. Bị hỏng khóa thế nên thông cảm nha. Bớt cho các bà hẳn mấy 20.000 luôn ấy. 15S này. 30.000 em ghi 30k vào đấy đi. Cho chị Thắm Lê. Thôi cho bé tẹo dồn đơn đi. Cho cái bé tẹo dồn đơn đi. Cho nó đủ đơn. Thấy nó comment hoài à mà mãi không được. Ghi bé tẹo chưa? Ghi 30k vào đấy. 16S. 16S. 16S, 16S. 16S. Quá xinh luôn. Nói chung hàng nhà em cứ cặp cao chất bò mềm bán xốp đây này. Cái mác nó đẹp như này cơ mà các bạn. Thấy chưa? Chất bò cực kỳ lê tê phê luôn. 16S. 16S. 16 có 2 cái à. 16 có 2 cái S này. Ngọc Mai Trần để lại số cho em. Cho chị Thắm Lê một cái 16 này. Thắm Lê một cái 16. Ngọc Mai Trần để lại số thì em cho nhá. Ờ. Trời ơi cái mã này còn nhớ thế nhở. 16 cho Quỳnh Anh đi em. 16 cho Quỳnh Anh nhá. Cho Quỳnh Anh. Các chị không để lại số không tốt được đâu. Ok 16 Quỳnh Anh hết rồi các bạn. Mỗi mẫu chỉ còn vài cái. Đây này có duy nhất cái mẫu này có rất là nhiều lắm. Em like lại cho các bạn. Bạn nào lấy thêm thì lấy. Bạn nào chưa lấy thì lấy turn note. 16 rồi đúng không? Vâng. 17L. 17L. 17 size L. Quá xinh luôn. Thấy không?
17L, xe đi nghĩa là 12 hết rồi. Ngọc Mai Trần có đơn à? Vâng, đã có rồi ạ. Lúc này có rồi á? Vâng, có bệnh đơn. Thế à? Sorry, chị Ngọc Mai Trần, em tưởng chị chưa có đơn, em không cho chị. 17L 17 Hương Nguyên Thuy kìa. 18L 18 size L đây này, đằng sau này, thấy chưa? Cực đẹp luôn nha. 18L cho em. 18L 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 17L em cho chị Hương Nguyên Phi rồi. 18L 18L. Bà nào lấy 18L trơn nhá, mã trơn đấy. Chị không nhớ đâu Jerry ơi. Jerry ơi. 18 có 2 cái L này. 18 18L, bà nào lấy comment nhanh cho em 18L nhá. 18L, 18 đẹp lắm, 18 là mã trơn nhá, mã trơn này. Mã trơn cực kỳ xinh luôn mọi người ơi, nhìn thấy không ạ? Đằng sau nó còn nhấn là ở cái này này. Cái túi quần đằng sau của nó nhá. 18 size L có 2 cái, comment nhanh 18L cho em. Mã trơn nhá, mã trơn nó rất là đơn giản ấy. Đơn giản nhưng cực kỳ dễ phối mà nó cá tính ấy, đẹp lắm. 18L, bà nào lấy comment nhá. 19L 19L này. Đấy. Cái này thì là đấy, đây. Trắng hết rồi chị ơi, không còn đâu. 19L nhá, 19 size L cho em. 19L. 19 size L chị nào lấy không? 19L Vũ Phượng kìa. 20M. Xinh không? Điểm nhấn này, thấy chưa? 20M nhá các chị yêu nhá, 20M. 20M. Ừ, 20M. 20M. 19L. Hết rồi. 48 cân mặc LM cho em, nếu mà mông to đùi to thì mặc L cũng được. Đấy. 20M, 18L, Bạch Thủy. 20M cho anh Chuông. 18L cho Bạch Thủy này, 20. 18M cho Vũ Phượng vậy ạ? Cái đấy là 19 mà. Vâng, 18. Trời ơi. Bạch Thủy. Cái này là cho chị Anh Trương, nhớ chưa? Vâng. Mã này còn nhiều quá, lát lại lại. Ui, cái quần này tiếc hết đi. Đây. 21 size S. 21 S nhá, 21 size S cho em. 21 size S này. Mét 6 mặc M nhá Quỳnh Anh ơi. 21 S. 18L cho Tin Tin. 1 cái gì đấy? Của ai đấy? Của anh Trương ở 20M. Nhanh lên, nhanh cái tay lên cho chị mình thấy tay mày nó chậm dã man luôn ấy. Mày có thấy bọn cái hiện hôm đấy like hơn 1 tiếng mà nó like được mấy trăm hàng với chị không? Không phải là uốn éo làm cái gì? 50 cân mét 65 mặc size L nhá. Sóc đen chắc cũng không còn đâu. 21 cho Phương Uyên này. Cái đấy cho Tin Tin. Vâng. 21 cho Phương Uyên. Trời ơi vừa like vừa chờ nhân viên. Thì nó viết hết các bạn. Trời ơi. Nóng quá, phát đi thì nóng, bật lên thì lạnh. 22S là cái gì? Lên mã bao nhiêu rồi? Bây giờ mới là mã 22 ạ. Ờ. 22S này. 22S nó như thế này nhá các bài nhá. Đấy. Xinh lã man luôn 22S. 22S cho em nhá. 22S này, 21S cho Phương Nguyên rồi. Ờ. 22S này, có chân váy em ạ. 22S. Tê tua cực kỳ đẹp luôn. 22S. Không có đen đâu tình yêu ơi. Đen hết đen rồi. 22S đi. Like chân váy chưa bà ơi? Like nốt sau, còn một ít sau nữa like nốt thôi. Rồi mình lên chân váy nhá. 23S này. 23 size S này. Đẹp không? Quá xinh luôn nhá. 23 size S này. Đó.
23 23 set, 22 S cho Phương Nguyên, 23 S tiếp nhá, 23 S này đấy, cho em coi đi chị, coi cái gì em, 23 S này. Bốn size M này. 23 Phạm Thị Lan Anh để lại số đi. Phạm Thị Lan Anh có đơn chưa? Chưa có đơn cho Hậu Lê đi em. Hậu Lê, 23 cho Hậu Lê. 24M. 24M, 24M, quần này là quần hai màu, 24M. Ôi màu mình còn bỏ bộ lắm. Hai tư M. Anh Trương này. Trên vải lăn rồi em ơi, 25S, 25S cho em. 25S. 25S nhá. Trơn, mã trơn cực kỳ là cá tính luôn thấy chưa? 25S cho em nhá, 25S. 25S. Hai tư mở hết rồi. 25S này, 26S tiếp này. 26 nhá, mã tua rua trơn nhá. 25 lưu liên. 26S tiếp, mã tua rua trơn cho em. 26 này. 26S này. Quá đẹp luôn nhá. Các chị nhớ cho em, thứ nhất là đúng số điện thoại, thứ hai là phải chắc chắn đặt cho em nhá, hàng xả lỗ với cả kể cả là hàng thu đông em bán như này này. Em không lãi mấy đâu, thế nên là đừng bom hàng em nha, khổ thân em lắm. Hàng thu đông phải lãi được 7.000, 10.000 một cái. Hàng này đang xả lỗ. Khổ lắm. 26 cho chị Quyên Nguyễn này. 27S tiếp này. Còn cái nữa. 27S này. 27S cho em nhé. 27S. Mã này xinh nè. Nó trơn nhưng mà nó rất là xinh. 27S cho em. 27 Nga Kim này. Đấy em ấy thấy vừa nhăn quần, vừa chậm, vừa bị rụt quần ra. 28S này. 28S nhá, đẹp lắm. 28S cho em nhá, 28S. Quần bò cặp cao nhá, chất bò mềm bán xốp luôn. Ê, thấy không? 28S. Màu đen này, còn cái đen. 27 hết rồi Hoàng Liên ơi, 28 Quyên Nguyễn. 29S màu đen nhá, 29S. 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 29 29S cho em này. Quá xinh luôn, màu đen nhá, 29 size S. Quyên Nguyễn. 30S. 30S này. Chị ơi xong lai áo đi. 30S này. 30S nha các bà ơi, xinh không? Ôi cái 30 này xinh quá. Mình có rất là nhiều shop rồi không? Em cũng để lại em làm rồi đấy. 30S cho em này. 30S nhá. 30S, 30S. 30 Lê Nhớ. À nhầm Quyên Nguyễn. 30 cho chị Quyên Nguyễn. Chân bài. 30S cho Quyên Nguyễn rồi. Các bạn nhìn chậm quá. 30M. À 31M. 31M. Đấy đẹp không? Đẹp lắm. Đây là em để vào túi gập gập ấy. 31M. Siêu xinh. 31M nhá. Comment nhanh. 31M. 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 Chị nào lấy comment đi. 32S này. Xinh không? 32S cho em. 32 size S nhá. 32 size S này. 32 có 2 cái size S. 32S bà nào lấy comment cho em đi. 32 siêu xinh luôn các bạn. 32 đẹp lắm. Nè, thấy không? Để em cái 30 mã mới. Cái khó hết rồi em ơi.
hết rồi, không còn đâu. 32 cho Hường Hana một cái này. Đây. 32S cho chị Phạm Thị Lan Anh này. Ok Phạm Thị Lan Anh nhá. Đấy. Lại đọc số thấp xuống cho nó dễ nhớ. 32S hết rồi chị Lê nhớ ơi. Size L nè. Mã 1 M à, mã 1 size L nhá, em lại đọc mã từ đầu nhá. Đọc số to khó viết. 1 L, mã 1 size L nha. Mã 1 size L ạ. Mã 1 size L nhá. Mã 1 size L cho em này. 1L. Mã 1 size L này. Đấy, bạn nào lấy comment nhanh. Quyên Nguyễn này. 2M này. 2M nhá. Đây, đấy. Mã 2M. Xinh quá. 2M cho em. 2M nhá. 2M. Một mẫu còn duy nhất cái một cái một mẫu và một size luôn, 2M. Bạn nào lấy thì comment 2M cho em. Thế rồi. 2M. 2M chị nào lấy không? Cái ba này là size gì đây? 3S. Mã số 3 size S, hoa này là hoa thêu nhá. Mã số 3 size S, 47 cân mặc M, mặc L à mặc S thôi. À, M đi, mặc M đi. Đây. S này, 3S này. 3S cho em. Mã số 3S màu xanh này. Hoa này hoa thêu nhá. 3S này. 3S. Bốn M này. Mic lưới nhá. 4M. 4M mic lưới. Đẹp lắm mọi người nhá. 4M. 4M cho em này. 4M. Ơ không, bạn nào lấy mấy mã đấy à? Em thấy xinh mà. Lên mã trơn này đẹp lắm. Mã trơn này thì dễ mặc. Siêu dễ mặc. Ui, đây là toàn mã trơn hết nha. Mã trơn này. S này. FM. S. Và S và M thôi. Tiếp này. Mã này là em đọc là mã số 5 nhá. Mã số 5 có hai size, size S và size M. Comment nhanh cho em. Mã 5 kèm size S hoặc là kèm size M kèm số điện thoại nhá. Mã 5 này có hai size, size S và size M nhá. Đây ạ. Mã 5 có hai size nhá, size S và size M. Đây nè. Xinh không? Quá xinh luôn. Mã 5 nhá. Mã 5 kèm size cho em đi. Mã 5 có hai size, size S và size M. Chị ơi lấy cho em một bộ kẻ. Em ơi không. Chị không ấy đâu. Bùi Huyền 5M. Ừ, em phải like hết cái này. Bùi Huyền này. 5M cho chị Quyên Nguyễn này. M cho chị Quyên Nguyễn. Không có L, không có L đâu. Tình yêu Hoàng Liên 5S này. Hoàng Liên 5S. Trần Thị Thu Quyên có đơn chưa? Trần Thị Thu Quyên comment cho em số điện thoại 5S này. Duyên Jun 5S này. Trần Thị Thu Quyên 5S hay 5M đây bà ơi. Khai Anh này, Khai Anh nhá. Khai Anh để lại số anh Trương này. Cho anh Trương một cái size M này. Viết nhỏ cho em khiếp này. Ok, hết rồi. Thu Quyên ơi, Thu Quyên. Ok cho Thu Quyên nhá. Thu Quyên chỉ có một cái thôi. Đó quá, sắp hết rồi. Sắp chia tay với shop là hết sạch luôn đấy. Hai cái, một em mở hết rồi bà Quyên ơi. Lát nữa còn thì em lên. Cái đấy là cái trơn đúng không em? Lát nữa còn thì em trơn nốt nhá. Hiện tại là hết rồi đấy, không thấy. 6 này. Mã 6 size S này. Mã 6 size S. 6S. Mã 6 size S này.
Thấy chưa? Mã 6 cho em. Ôi nhìn bụi này, nhìn không? Bụi dã man. Thường Hà Nam. Em ơi, đồng giá 49.000, shop 49.000, khi chia sẻ 30 lần hội nhóm kia. Mọi người nhớ nha, không chia sẻ không bán giá 49 được chưa ạ? Thế nên là chia sẻ cho em đi. Ui, buffet này. 6S, Thần Thị Thu Quyên này. Bảy S này bán 30k này, comment luôn là 7S 30k, co giãn nhá, hàng co giãn nhá, đấy 7S 30k, mã này mã số 7S 30.000 này, còn nào lấy comment là 7S 30k nhá, 7S 30k. Hết rồi, 7S 30k, Trần Thị Thu Quyên đi. 8L này, 8L nhá. Đây. Cái quần này chị nào tầm 58 cân vẫn vừa đấy. 58 59 cân vẫn vừa nhá. Đấy, tại vì quần này form nó to này, được cái này form to 8L nha. 8L mà nó là dáng này đơn giản ấy, nó không quá hở, nó không quá sách. Đấy, 8L. 8L, 8L. Chị nào lấy 8L comment 8L cho em. Có bột sắm cho sắm á. Lúc nãy mày không vào sớm, bà không vào sớm. Không còn mấy đâu bà ơi, lát nữa còn cái nào ở đây. Còn có vài cái thôi, không còn nhiều. Tại bà vào muộn quá ấy. Lên hết khói rồi, khói không còn nhiều đâu. Đây lên mã khói này. M nhá, 9M, 8L nhàn trần. 9M. 9M cho em nhá các tình yêu nhá, 9M. Xinh không? Quá xinh luôn nhá, 9M. Xả luôn, 9M, cái nào màu sắm cho em đi đây em ơi. 9M, 9M. Comment nhanh. 9M. 9M có hai cái này. Thank you nhàn kin, à hằng kin, Trần Thị Thu Quyên cái, Quyên Nguyễn cái. Tình ơi, shop 49.000 kìa. Cho Lưu Liên đi, cho chị Lưu Liên với cả chị ấy đi, Lưu Liên một cái. Lưu Liên. Với cả ai ạ? Trần Thị Thu Quyên. Lưu Liên. Lưu Liên cho đủ. 10M này. Mã 10 này có hai size, có một cái S và một cái M nhá. Đấy. Cái mã 10. Mã 10 này có hai size, đó là một chiếc size S và một chiếc size size M. Bà nào lấy comment nhanh 10S hoặc là 10M cho em nhá. 8L không nhớ đâu bà ơi. Kỳ nhở. Lát em cho bà không. Bà nào có một cái cho bà để bà dồn đơn ấy, cho nó đủ đơn đi. Ok, cho bà Quyên Nguyễn 10M. Quyên Nguyễn 10M, Trần Thị Thu Quyên 10S này. Đây. Chị bắt đầu dậy. Mày không biết sai ư cái con này. Chị vứt nhầm thì mày phải bảo chị chứ. Chị đã bảo còn một cái S một cái M mà. Chứ có phải ấy đâu. Cố tình ghi. Vẫn cứ cố tình cắm đầu cắm cổ ghi. Cái đấy cho chị Trần Thị Thu Quyên. 11M. Màu này là màu khói nhạt nhá. 11M. 11 size M. Đẹp. Đẹp quá. 11M cho em hen. Trời ơi cái quần này còn nhiều lắm này. 11M nhá các chị ơi, 11M. Có một mẫu còn siêu nhiều luôn ý. Lát nữa các bà nhớ ủng hộ ủn mông cho hết cái mẫu này đi đâu, khiếp sợ quá. Trần Thị Thu Quyên. 12M. 12M nhá các chị yêu nhá. 12M Hương Thuy Nguyễn Thuy ơi, em không nhớ đâu bà ơi. 12M. 12M, 12M. 12M cho em này. Hết khói rồi, 12M. Hết khói rồi đấy. Thúy Huyền 12 dồn này. Đấy, bà nào có một cái thì dồn đi cho em đi, cho đủ đơn đi. Toàn cái xinh mà. 12 cho Thúy Huyền có đủ đơn này. 13S này. 13S nhá, nó có điểm nhấn là cái này này. Đấy, mặc lên xinh dã man luôn. Ờ, chị lần 2 rồi, thế à, nhiều tính chị nhá. Ôi trời ơi, giá này giá rẻ hơn cả giá chỉ, đang xả sốc, xả lỗ luôn rồi bà ơi.
13. 13S, 13S, 13S. Nóng quá. 13S. 13S. Đúng không? Chị đọc cái này là cái mã 13 đúng không? 13S này. Bây giờ thấy này thủ chân ơi. 13S Phạm Thị Phú để lại số nhá. Lấy hai cái được không? Ok Thúy Huyền nha. 13, 13S này. Comment nhanh 13S nhá. 13S cho em đi. Nóng quá. Hoàng Liên đi kìa. 13 cho chị Hoàng Liên. 14S nốt này. Đây, đấy. 14S này. Mã 14 này xinh dã man luôn. mười bốn s xinh lắm nha. 14S bao nhiêu tiền một chiếc? Thắm Trần Thắm 49.000 nhá bà ơi. 14S Trần Thị Thu Quyên kìa. Cái này này nhá, em lên cái mã này là mã quần ngố bò nhá, quần bộ quần ngố bò size L có độ co giãn 30k. Comment nhanh cho em đó là ngố nhá, ngố 30k cho em. Ngố bò nhá. Comment mã ngố 30. Xả nốt cái ngố này, chất co giãn. Quần này quần chất co giãn, quần ngố bò chất co giãn, size L nha. 30.000 bà nào lại comment ngố 30. Ngố 30. Mã nào đấy thì em xả 30.000 cho các bà cho nó hết luôn. Ngố 30.000 cho em. Chân váy này em ghi 30k đi, không lại quên. Ngố 30k bà nào lấy thì comment cho em nhé. Ngố bò size L đấy. Cái chân váy bò này nhá, chân váy bò này size này là size này là size L nè, size L này nhưng mà nó chỉ tương đương với tầm size M thôi. Ok Hương Nguyên Thuy 30k kìa. Cái này xả cho các bà cũng 49.000 luôn. Còn duy nhất cái comment là chân váy nhá. Chân váy 49k này. Chân váy cúc nha. Chân váy cúc này. Các bạn đục cái này ra để thắt nào. Cực xinh luôn. Comment nhanh. Chân váy 49.000 này. Size này là size M nhá. Nó ghi là size L nhưng thực chất nó chỉ là size M thôi. Cái form nó chỉ là size M thôi nhá. Trần Thị Thu Quyên này. Quần này xả luôn này. Quần này xả 20k này. Bạn nào lấy comment cho em mã 1 size L nhá. L30K này, L30K. Mã này size L 30K. 30K size L 30K. À không, nhầm, cái này thì xả 20.000, cái này xả 20.000, comment là L20.000. L20K cho em, L20K. Cái này là size gì ta? 26 là size S. Hết rồi, chân váy 49 cho Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu Quyên. S30K này. Cái đấy em ghi là 20k đi. Cái quần size L 20k bà nào lấy thì comment L 20k nhá. S30k cho em này. Cái S này cái quần này nhá. Size S hết bỏ trơn rồi à chị. Bỏ trơn là gì em? Đây. Cái này 30k nhá. Comment nhanh size S nha. Size S đều lắm đây này. Đấy. Nhưng mà xả cái này 30.000 cho mọi người luôn thôi, xả cho nó nhanh ấy. Đấy, cái 30k thì bà nào lấy comment nhanh đi. 30.000 thôi. Đây bò trơn đây, bà nào thích bò trơn đây. Nào, cái này là còn size gì ta? L này, S này, M. Cái này còn đủ một D luôn á. À không, cái này bị hỏng. 60 cân không có đâu chị ơi. L và S. Comment nhanh cho em mã số. Comment là mã số 7 đi. 7L hoặc là 7S nhá. Mã số 7 này còn 2 cái. S30 Hoa Bách Thảo để lại số đi. 13, 14 chữ không nhớ đâu em ạ. Comment là 7L hoặc là 7S nhá. Mã này là mã số 7 trơn này. Có hai size, size S và size L. Comment là 7S hoặc là 7L nhá. Màu này là màu đậm hơn cái màu lúc nãy. Comment là 7S hoặc là 7M. 7S Đỗ Bình này. Đỗ Bình 7S này. 7, còn một cái 7L này. Bạn nào lấy comment 7L này. Xinh không? Mắc xinh. Xuất sắc. 7L. Cái này nó có điểm nhấn ấy là ở cái túi quần này này. Đấy. Chất lắm.
Thu Hà ơi hết rồi. M7M hết rồi. Nhàn Trần size L này. Rồi Nhàn Trần một cái size 7L này. 8S này. 8S đẹp không? Trơn nhá, nó chỉ có rách rách tí này thôi. 8S cho em. 8S. 8S này. Mã 8S, 8S cho em nhá. Có xinh luôn, có men là 8S. 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 Trần Thị Thu Quyên kìa. 9M. 9M, 9M. nhá. 9M này. 9M cho em ha. 9M, 9M. này. Vũ Phượng này. Có đơn rồi. 10S này. Đó, mã này xinh này, 10S. 10S, 10S nhá, 10S này. 10S cho em nhá, 10S. Quá xinh luôn, 10S. 10S, comment 10S cho em ha. 11 size S. 11, mã 11 size S này xả 30k này, comment nhanh cho em. Đó là S30 nhá, S30 này. Mã này xả 30.000 này, comment là S30 cho em. Vẫn là quần cặp cao nhá mọi người nhá, nhưng cái mẫu này xả 30.000 cho mọi người. Comment nhanh cho em, đó là S30 nhá, 30k size S. 30k size S. Quần giả váy có quần bò, chân váy bò có quần trong á. Mã này là mã size bao nhiêu đây? 30 Trần Thị Thu Quyên này. S này. Mã này là mã số 31 size S này. 31S nhá. Đây. 31S này. S31. Mã số 31 size S 49.000 nhá. Cái này thì siêu xinh rồi, mã số 31, bà nào lấy comment nhanh 31S cho em, size này size S nha các bạn nhá. Quần này, thấy chưa? Đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Comment là mã số 31 cho em. Mã số 31. Jinjun này. Size S này, chất có giãn xả 30k này, comment nhanh cho em, đó là xanh 30 nhá. Xanh nhá, xanh này xanh đậm này, có đinh này, đấy. Comment là xanh 30k này. Xanh này xả 30.000 cho mọi người nha. Cái mã quần này xả 30k này, quần này mặc lên xinh lắm. Đây này. Xanh 30 nhá. Mã này là xanh 30. Comment nhanh là xanh 30 cho em. Còn chân váy bà ơi, em đã like chân váy đâu, lát nữa hết đống này thì em like. Đống này xả 30.000 cho các bà này. Bây giờ đọc mã nhá. Thắm Lê kìa. Ôi, cái mã này đẹp này. Mã này comment cho em, đó là mã số 1 size M. Mã 1 size M 49.000 nhá, comment là 1M, đẹp không? Quá xinh luôn, 1M. 1M cho em hen. 1M nha. Xanh 30 hết rồi. 1M thắm Lê này. 1M thắm Lê. 2L. Mã này mã số 2 size L nhá. 2L cho em ha. 2L này. 2L, 2L. 2L. 2L nha, 2L nhá. Ơ, mấy cái này nãy giờ chị tưởng bán đâu rồi mà. 20 30 nghìn cái đấy chưa chị ạ? Anh nhìn giá là cặp quần. 2L. 2L này.
2L. Yến Luna. Yến Luna có đơn chưa? Để lại số nhá. Yến Luna có đơn chưa? Không thấy có. Yến Luna để lại số cho em nhá. Đạt Thu có đơn chưa? Chưa. Chị nào cho em số thì em mới chốt đơn được cho các chị nhá. 2L. Tuyến May kìa. Tuyền May hay Tuyển May gì đấy. Tiếp này. 3S này. 3S đẹp không? 3S 30k có men nhanh 3S này. 3S 30k nhá. 3S 30k. Ok chị Yến Luna cho số đấy. 3S 30k, mã số 3 size S 30k. Cho Tuyển May rồi chị ạ. Ờ. 3S 30k. Các chị nhóc, cái mã này em không đọc số thì là 49.000, còn cái nào em đọc giá tiền thì em đang giảm cho các chị á. Đó. Đỗ Bình có đơn chưa? Rồi ạ. Đỗ Bình này. Đỗ Bình có đơn rồi hả? Vâng. 4S này. 4S 30k. 4S 30k. 4S 30k nhá. 47 cân mặc size M cho em. 4S 4S. 4S 30k nha. Nhớ nha, các bà phải kèm số điện thoại đấy. Chưa có đơn phải kèm số điện thoại thì mới chốt được đơn nhá. 4S 30.000 nha. Quá xinh luôn. Xịn xòi lắm. 4S 4S cho em. 4S 30.000. 4S Lan Nguyên kìa. Lan Nguyên có đơn chưa? Chị Lan Nguyên ơi, để lại số điện thoại đi. Mình khách cũ tí mình inbox. Ok chị Yến Luna này. Bây giờ em thấy chị Vân Gao nhá. Lan Nguyên để lại số cho em nhá. 5, mã 5S này. 5S 30k tiếp này. 5S 30k này. 5S 30k cho em ha. 5S 30k này. Ok chị Lan Nguyên đấy rồi. Em thấy chị Vân này. Chị Vân Gao em thấy mà. Ok Lan Nguyên nha. 5S 5S 30k này. Em nhớ ghi 30k nhá. 5S 30k. 5S 30k thôi. Quá đẹp luôn. Lan Nguyên này. Em ơi cái đấy em để dịch không? Em đừng dựng đứng. Nó lại 35 cân mà 35 cân sợ không mặc được đâu bà ơi. 6M 30k này. Mã này xinh quá. Ui, mã này xinh quá là xinh luôn. 6M 30k này. Mã này phải bán 49 ấy. Bán 30 rẻ quá. 6M 30k. Cái này xả cho hết thôi. 6M 30k. Cực xinh luôn nhá. 6M 6M. Đỗ Hồng Ngọc kìa. Các chị nhớ cố gắng lấy đủ đơn nha. 7M 30k này. 7M 7M. Không thấy Phượng ớt đâu. 7M này. 7M 30k này. Xinh không? Quá xinh luôn. 7M 30k. 7M nha. 30k. Bảy m nhá. Chị nào lấy 7M comment 7M. 7M Phượng ớt. Phượng ớt có đơn chưa? Chưa. Phượng ớt để lại số điện thoại đi. 8M tiếp này. 8M 30k tiếp. Hoa Bách Thảo để lại số. Nói chung các bà phải để lại số. Bà nào để lại số trước thì em cho bà ấy trước nhá. Nhọc lắm rồi đây. Lâu không lay chim lưới. Xong bây giờ nó cứ oải oải người. Đau nưng. Tiếp. 8M. Đỗ Hồng Ngọc rồn này. 7M cho chị Lương Mì kìa. Mấy chị kia không cho số em không để đơn nhá. Ngồi nhiều có bị to bụng không? Có. Ngồi nhiều chảy ấy nhỉ. Nhưng mà bụng tao không bị chảy. Chị gầy. Gầy không có mỡ mà chảy. 8 rồi đúng không? Vâng. 9S này. 9S này. Thấy chưa, con cú này là theo nha mấy má. Cú này cú theo nhá. 9S cho em. 9S này. Đó, có xinh luôn. 9S, 9S nha. 9S. 10S tiếp này. 9S Lan Nguyên này. 10S này. Đấy, mã 10 size S 30k tiếp. 10S có size nhỏ. Có size S nhỏ đi. Có size S. Không có size S nhỏ bà ơi. 35 cả à, 35 cân không biết mặc size gì luôn á. 10S này. 10S, 10S. 10S nha, 10S. Mã này mã 10S đúng không? Mã 10S, bà nào đấy comment nhanh 10S cho em.
10AM, 10E Lan Nguyên. Mã 11 size mã 11. Mã 11 size S nhá các chị yêu nhá. Mã 11 size S 49k nhưng mà nó bị bẩn ấy, nó bị bẩn cái chỗ này một tí ấy. Các chị về các chị mặc lẻ ấy, các chị khách mặc ấy, các chị giặt đi là sạch ấy, em cũng bán cho các chị 30k luôn cho nó hết nhá. 11S này. Đúng không? 11 rồi đúng không? 11S. Nhớ nhá các chị nhá. Nó hơi bị ấy một tí, nó hơi bị bẩn một tí, về giặt là hết. Cái mã này 49.000 đấy nhưng mà bán 30k vì bẩn. Không, em không đổi mẫu đâu chị Lương Mì nhá. 11 Lan Nguyên này. 12S này. Toàn size S thôi, tổ sư. 12S này. Hoa thêu nhá, 12S, 12S. 81. Xong rồi chị làm sao? Em ơi, chị Lương Mì bỏ ra đây đi. 12S cho em, 12S, 11 hết rồi các bà nhá. 12S cho em. 12S này. Nhìn quần ở tên khó lắm chị ạ, em đi vào cái mát lên tìm khó. Em tìm đi, chị Lương Mì vừa mới mà. Vâng. 12S này. Xinh lắm, mã này mặc xinh ấy, yên tâm đi. Đấy, còn đó. 12 nhá, bà nào ổn mông nốt đi. Mã 12 này xả luôn 30.000 ra mà. Đây nè, mặc lên xinh lắm mọi người. Nhìn thế thôi nhưng nó rất là đơn giản mà rất là xinh luôn đây này. Đấy, cái này thì nó là hình thêu nhá, rất là đẹp. Điệu, cái mã đấy rất là điệu. M này, 13M này. 13M này, 13M cho em. 13M, bà nào lấy comment là 13M nhá. 13M. Quá là xinh luôn, 13 size M, mic lưới. Comment là 13 size M, chị Lương Mì lúc nãy không lấy bỏ ra đấy. 13M cho em nhá, 13M. 13M chị nào lấy comment 13M 30k. Quên. 13M 30k. 14L, 13M phượng ốt này. 14L 20.000. 20.000 cái size L này. Đấy. Cái này là cũng là quần cặp cao đấy nhưng nó cái nhưng mà nó sẽ hơi ngắn một tí. 14 size L 20.000. 20.000 một cái quần bò, trời ơi, thật sự luôn. Đấy, 14 nhá, 14. Bộ đồ đông còn nhiều lắm ạ. 14 14 cho em. 14 20.000. Bà nào lấy thì comment 14 20k. Nhanh lên, 14 20k thôi. Siêu rẻ, siêu đẹp luôn. Ôi trời ơi. Này, cái này size S nốt xả nốt 20.000 này. Bà nào lấy nốt không? Không là em cất đi nhá. 20k, 20k tiếp cho các bà này. Đây, comment nhanh là 15, 20k nhá. Sang cái mã có nhiều size. Các bà thoải mái chọn size luôn. S này, M này. Hiện tại còn thấy S với L. Đồ đông thì có mà vô biên bà ơi. Có ai lấy cái 20k, cái 15 không? Comment là 15, 20k nha. Hoa Bách Thảo có đơn chưa? Chưa ạ. Cho heo bé đi. Heo bé không có đơn. Heo bé có đơn chưa? Chưa ạ. Heo bé kia kéo số rồi kìa. Kiếm lên cái túi nào đây, còn cái túi nào. Ta kiếm ở đâu? Trời ơi. Chọn theo một giây thôi. M. Cái này có đủ size này. Mạng lác quá, mạng lác á. Hai giây chị mà không bán, chị mua đấy. Chị mua ở ngoài chợ em ạ. Chứ chị không có bán. Đây, lên cái mã nhiều hàng nhá. Lên cái mã này đủ size cho các bà luôn. Bà nào lấy size gì có size đó luôn, được chưa? Lấy size gì có size đó thì nên cứ yên tâm cho em. Bây giờ đủ size luôn cho các bà đây này. Ok, lên cái mã này tiếp nè. Ok, rồi. Đủ size SML nhá. Đây, mã này á. Chị Vân Cao ơi, chị chưa được lấy cái mã nào luôn á. Tại vì mỗi mã em chỉ có một vài cái thôi. Đây, cái mã này sẽ có nhiều nhá. Mã này đủ size SML luôn. Comment nhanh cho em, đó là mã số 1 kèm size kèm số điện thoại.
không được gọi là không. Đúng rồi chị Gấu Trúc ơi, không, em không đọc tên ai là người đấy không có hàng nhá. Tại vì mỗi mẫu em có ít lắm, em nhìn thấy ai comment trước ấy thì em cho người đó thôi nhá. Đây nè, comment nhanh cho em đi mã số 1 size S nhá. Tại vì có nghĩa là hàng nhà em ấy một mẫu có rất là nhiều, nhưng đây là em xả sót kho, thế nên mỗi mẫu nó còn rất là ít. Thế nên là các chị thông cảm nhá. Comment nhanh cho em mã 1 kèm size kèm số điện thoại. Cái mã 1 này này, em có 2, em có 3 size S, M và L, 49.000 em ơi. Mã 1 49.000 không xả được. Em ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nha. Màu này là màu xanh sáng nhá các chị yêu nhá. Màu này màu xanh sáng này, có rách này. Đấy, và đây là nó lại in thêu chữ. Thêu chữ nhá. Ok này, size S, size L. Size L. Kim Anh ơi, lấy size gì đấy vậy? Kim Anh comment lại cho em đó là 1 kèm size kèm số điện thoại cho chị Nguyễn Hương size L này. Nguyễn Hương size L này. Trần Thị Thu Quyên size L này. Đấy. Trần Thu Hà. Trần Thu Hà size S này, 48 cân mặc M cho em nhá. Hằng Bon mã 1S dồn. Ok, mã 1 size S dồn cho Hằng Bon này. Linh Hải size L này. Chị Vân Gao size S này. Đấy. Đấy, mã nào em có đủ size và có số lượng nhiều ấy, 49.000 nhá tình yêu nhá. Comment nhanh cho em nhá. Mã 1, 1 kèm size kèm số điện thoại nhá. 1 này, kèm size kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Comment nhanh cho em, 49.000 một cái, 1 kèm size kèm số điện thoại, có 3 size nhá. Size S, size M và size L. S, M, L. Đấy, 52 cân mặc L cho em nhá. Mã 1 L cho chị Đỗ Mai này. Em nhìn size nhá. Em ạ. Cho Nhâm Trịnh một cái size S này. Nhâm Trịnh một cái size S này. Đấy. Bây giờ em thấy Thu Hoài này. Ngọc Ánh. Ngọc Ánh một cái size M này. Kim Anh một cái size L này. Ok mọi người comment tiếp cho em. Một kèm size kèm số điện thoại nhá. Mã 1 có đủ size S, M, L luôn. Đó. Đây này, chữ này là chữ thêu cho các chị yêu luôn. Quá xinh. Xuân Khai Nguyên Thi một cái size L. Ok, mã 1 size L cho chị Xuân Khai Nguyên Thi này. Đằng sau nhé, 48 cân mặc mời Thu Hoài nhá. Chị Gấu Trúc ơi, em có thấy nè. Đây nha, đó, nhìn thấy chưa ạ? Mã 1 kèm size kèm số điện thoại, chất bò mềm bán xốp. Và cặp này là cặp cao qua rốn luôn đây này. Chữ này là chữ thêu nhá các chị yêu nhá. Chữ thêu nhà em quá là xinh luôn. Comment nhanh cho em mã 1 kèm size kèm số điện thoại nhá. Mã 1 em có đủ size S, M và L. Đỗ Bình một cái size S này. Đỗ Bình một cái size S này. Comment tiếp cho em đi. S, M và L nhá các chị yêu nhá. S, M và L. Đủ size comment nhanh. 1 kèm size kèm số điện thoại. 1 kèm size S, 1 kèm size M, 1 kèm size L kèm số điện thoại cho em. 49.000 một cái thôi. Comment nhanh còn ít mà. Đủ mông mót đúng rồi. 49.000 nhá chị nhá. Sóc bò nhà em 49k. Comment sớm nhanh cho em. Thủ Trần một cái size S này. Thủ Trần một cái size S. À đây. Thủ Trần một cái size S này. Đào Thúy Hằng một cái size M này. Rồi các bà comment tiếp cho em đi. S, M và L nhá. Có 3 size S, M, L. Comment nhanh. Đấy. Xinh lắm mọi người ơi. Mặc cực thích luôn ấy. Còn bò cạp cao, chất bò mềm bán xốp nha. Linh Sang một cái size M này. Đó, comment nhanh cho em. Có đủ 3 size S, M, L nha. 3 size S, M, L nha. Đấy. Size L em chỉ còn duy nhất một cái thôi các bà nhá. Size L còn duy nhất một cái thôi. Đấy, bạn nào lấy thì comment. Còn SL, SM thì còn nhiều. L còn duy nhất một cái. Nói chung em phải đọc đủ đúng size ấy. Nhầm size về ấy lắm, không được. Đấy, chị nào lấy nữa comment. Thủ Trần có rồi nhá tình yêu ơi. Đặt là có rồi nha. Em đọc tên rồi đấy. Comment tiếp cho em này. Đó là mã 1 kèm size kèm số điện thoại nhá. Còn vài cái nữa thôi. Thu Hoài một cái size M để lại số điện thoại cho em nhá. Thu Hoài ơi. Thu Hoài một cái M để lại số điện thoại này. Comment nhanh đi các tình yêu. Mã 1 kèm size kèm số điện thoại. Hương Nguyên Thuy size L này. Em có một cái rồi sao ấy Thủ Trần ạ. Viên Run một cái S này. Bé Tẹo 1S này. Ok. Comment đi. Hương Luta 1M này. Rồi comment tiếp cho em. Mã 1 kèm size kèm số điện thoại, 40 cân mặc size S được nhá em nhá. Thủ Trần nhá, 40 cân mặc S đi. Thu Hoài M rồi này, cho Thu Hoài rồi này. Comment tiếp cho em nhá, mã 1 kèm size kèm số điện thoại, bây giờ chỉ còn size M và size S thôi, size S và size M thôi. Hello hết nha các bà nha, chỉ còn size S và size M, và nào lấy thì comment tiếp cho em, ủn mông nốt đi. Còn vài cái lứa thôi. Ủn mông nốt nào, có 49 yêu một cái tội gì ạ? Đúng không? Tội gì không mặc. Về các chị mặc thoải mái luôn.
Em có mẫu này rồi à em? Ok, cho bé tẹo. Bỏ cái của bé tẹo ra, em ghi bé tẹo chưa? Em chưa. Bỏ cái của bé tẹo ra. Rồi, comment tiếp cho em đi. Đó là 49k nhá, kèm size, kèm số điện thoại. Rồi, không thì để đây cầm một ít nữa thôi. Ok, đây bây giờ lên chân váy này. Còn có vài cái nữa thôi. Các bạn không lấy nốt để đến tối em like nốt. 48 cân mặc L được. 49.000 nha tình yêu. 49.000 hen. Rồi, qua mẫu nha. Qua mẫu cho em nhá. Em qua mẫu đây. Bây giờ lên nốt một đống một ít chân váy, còn vài cái chân váy nữa lên nốt là xong. Xong bò. Không còn nhiều mà. Nóng quá. Đúng rồi, qua mẫu đi. Ừ. Hết rồi. Hết rồi nha. Ok, Yến Luna ơi, hết L rồi tình yêu ạ. Cho chị Đậu Hòa một cái size M. Đậu Hòa một cái size M. Cái 6S 30. Vừa em ạ. Nói chung size S nó cũng nhỏ mà. Yến Luna hết L rồi nhá. Em lên cái mã chân váy bò cho các chị rồi. Chân váy bò này em còn ít nhá, còn vài cái thôi. M này, S này, M này, S này, S và M chân váy. Còn chân váy có hai size, size S và size M, được chưa ạ? Em lên cái mã chân váy nhá. Chân váy này là chất liệu cực kỳ mềm nhá, chất bò mềm này, bên trong có quần nhá. Viên nhá, não. Đây này, bên trong là có quần nhá các chị yêu nhá. Bên trong là cái gì? Bên trong là nó có quần nhá, có quần bên trong, có hai size, size S và size M, siêu xinh luôn. Livestream này em bán cho các chị yêu với giá là 70.000. Vừa hường nhá, mỗi cái. Mỗi cái hai size chân váy là sao? Mỗi cái hai size. Mỗi size hai cái. Ồ, 2S 2M 70k nhé các bạn nhá. Tại vì cái này em nói thật là các bạn ra ngoài thì nó phải bán cho các bạn gần 200.000 đây này. Hàng này hàng đẹp nhà em luôn nè, các bạn nhìn thấy không? Bên trong có quần mà. Đấy, bán 70.000. Em thề bán 70.000 là em lỗ cái tiền vận chuyển, không biết là có lỗ ấy không. Thật sự luôn ý, đây này. 2S 2M, bạn nào lấy comment cho em đi. 70k kèm size, kèm số điện thoại, có hai size S và size M em. 2S này, 2M này. Bảy mươi nghìn nhá, cái riêng cái chân váy có quần bên trong thì là 70k, đẹp lắm. 50 cân á, 50 cân nếu mà hông to thì vừa. Thủ trần một cái S này, thủ trần một cái S này. Ok, thủ trần này, thủ trần một cái S, em ghi ở đây này, ghi vào mark đi. 70k không em ghi, à đây em ghi ở đây này, đây này. Đấy, hết rồi, hết rồi bà ơi. Cái này là em cho ở dưới này. Hoàng Liên 70S dồn này. Đây, túi đây. Nhớ là nữ nữa. Rồi, 70K S này. Ở đây, sao Trần Thu Quyên? Thu Quyên ơi, còn có 3 cái á. Còn 3 cái cho Thu Quyên nha. Còn 3 cái cho Thu Quyên nốt nha. Là hết, hết rồi nha các bạn nhá. Ồ, 40 cân mặc xe S em ơi. Thu Quyên còn 3 cái, hết rồi các bà ơi. Thế rồi em sang cái chân váy khác. Cái này em ghi là Trần Thu Quyên, em ghi là 70 x 3 nhá. Tại 3 cái mà. Nhớ đếm đủ 3 cái xong nhá. Đây, lên cái chân váy này. Chân váy này thì còn nhiều một tí. Nhiều hơn tí. Em ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nha. Chân váy này đây. L này, M này, S, M, L này. Đấy. L này, M, S, M, L này. Chân váy này thì đủ size S, M, L này. Hết rồi Đậu Hòa ơi. Lên chân váy này nhá. L này, S, L. Ô, chị cứ tưởng là còn nhiều chân váy ở kia hết sạch á. Vâng, em lôi nhầm ra ấy. Còn sốc bọt thì em lấy toàn váy thôi. Hả? Em lấy toàn váy thôi.
mọi người. Bắt đầu lên cái mã chân váy này tiếp nha. Không, không có đen. Tiếp theo em lên cái mã chân váy này nhá. Chân váy này thì nó có hơi dáng chữ A, nó hơi xòe một tí, nó dài hơn một tí, nhưng bên trong thì nó không có quần nhá. Bên trong nó không có quần. Mã này em bán cho các chị yêu với cái giá là 65.000. Đẹp lắm luôn nhá các bà nhá. Có 3 size ML comment cho em, đó là 65k kèm size kèm số điện thoại cho em, 65.000 một cái. Em thề không đi đâu mua được một cái chân váy bò này như nhà em với giá là 65.000 đâu các chị nhá. Cái mã này các chị mua ít cũng phải 150.000 rồi, ít cũng phải 150.000 rồi. Đây này, chân váy đen em không có nhá tình yêu ơi. Đó, comment nhanh cho em, đó là 65k kèm size kèm số điện thoại. Trời ơi, siêu rẻ luôn, 65.000 thôi. Xả lỗ luôn 65.000 ấy. Thu Kiên 65k rồi. 65k rồi này. Sót hết bà ơi. Comment đi 65k nhá. L đạt thu một cái này. Đạt thu một cái này, không có quần trong. Yến Luna một cái size L này. Cái này ấy, các chị mặc quần váy bên trong được mà. Cái quần váy bây giờ nhá, nó còn có cái dạng quần silit ấy. Nó vừa là silit vừa là quần váy mặc bên trong luôn, rất là tiện. Rồi các chị mặc cái này ra ngoài quá là ok luôn, em nói thật. 65k L cho Nhàn Trần, 65k L cho Vũ Phượng này. 65k L Vũ Phượng này. Đấy. Rồi. Nguyễn Hằng 65k L này. Đó. Size S 65k ok, chị Thủ Trần này. Nha. Nha em ra quần short nha chị. Là sao? Em giả quần short. Là sao chị không cho giả đâu nha em ơi. Chị Bùi Thị Hồng Liên lấy size gì ạ? À size L, ok chị này. Cho chị Bùi Thị Hồng Liên size L nè. Chị Bùi Thị Hồng Liên size L này. Ok. Thủ Trần lấy một cái size S 65.000 này. Em ơi. Dạ. Thủ Trần ơi, nhân viên nhà chị mà gọi chốt đơn ấy thì em bảo bọn nó bỏ ra nhá. Tại bây giờ chị không biết đường nào mà bỏ đâu, nó cả một đống hàng ấy. Đấy. Ok, bà nào lấy nữa comment cho em đi. 65k nhá. Em còn S và M thôi. S và M, S M, S M hết L nha. Chỉ còn hai size là S và size M. Mẫu nào cũng xinh. Trời ơi, cái mã này xinh quá. Mã này em phải để lại cho em mà. Đây nè. Đấy các bạn nhìn không? Xinh dã man, xinh luôn nhá. Xinh lắm luôn ấy. Nhâm Trịnh 65KS. Ok, Nhâm Trịnh 65KS. Comment tiếp cho em đi. 65k kèm size kèm số điện thoại, 51 con mặc size L thôi. À mặc size L nhưng hết L rồi. Nhưng kể ra cái này, cái này 51 cân mặc M được đấy. Mét 6 51 cân không to lắm đâu, mặc M được nhá tình yêu nhá. Mặc M được hen. Hàng kim mặc M nha. Comment cho em đi. 65k bây giờ em chỉ còn size S và size M thôi. S và M nhá. S và M. Bà nào lấy thì comment nhanh. 65k kèm size S hoặc 65k kèm size M. Quá xinh, ôi xinh quá. Nhìn này, xinh lắm lắm luôn. Thấy chưa? Xinh lắm luôn nha. Bà nào lấy comment nhanh nhá. Comment nhanh. Không là hết đó. Hết là hết sạch luôn ý. Ok Nhâm chị nha em. Đây này, đấy. Lấy nữa comment nhanh cho em nhá. Không này, còn có vài cái thôi, còn có 4-5 cái. Để đến tối like nốt. Like nốt với cả 4-5 cái kế sóc bò này nữa cho mọi người cho nó vui. Là hết rồi. Hết sạch luôn các bà nhá. Rồi, mấy giờ rồi? Thôi nha các bà ơi. Chị có rồi nhá, chị Bùi Thị Hồng Liên ơi. M Nguyễn Ngọc Huyền để lại số đi. Nguyễn Ngọc Huyền để lại số cho em nhá. Không, không có váy đến đầu gối đâu. Nãy giờ bận đóng hàng không xem được chân váy. Trời ơi đây. Nè, đây cái chân váy này nè. 65.000, có hai size, bây giờ còn hai size S và size M. Bà nào lấy nữa thì comment nhanh cho em. Bỏ ôm không chị, hết bỏ ôm rồi bà ơi. Hằng Kim 65k M. Lên áo đi chị ơi á. Đây. 50 cân không mét 65 lại rộng không lại rộng. Không rộng đâu em ơi, không rộng nha. Chân váy size S cho bé tẹo này. Lấy túi SM ok bà này, 1S 1M này. 1S 1M này.
Đấy. Đây là chị ấy này, chị Quyên Nguyễn này. Em ở chung thì Gia Lâm Hà Nội nhá. Có duy nhất một cái size M thôi, bạn nào lấy nốt không? Lấy nốt cho em một cái size M này đi. Còn duy nhất thôi. Thu Quyên ơi, hết rồi chỉ còn size M thôi nè. Bà Thu Quyên ơi, bà có lấy M không? 65.000 thôi bà ơi. 65k thôi, rẻ vãi cả đái ra, rẻ bèo ra ấy. Ừ. Vũ Phượng ơi, em lấy L từ đầu thì em có mà. Nguyễn Ngọc Huyền để lại số đi. Có số ở đây. Ok, Trần Thị Thu Quyên nốt cái M này. Hết nhá, hết chân váy rồi. Ôi dồi ôi, nhọc ơi là nhọc luôn đấy. Các bà phải tưởng tượng lại cái này. Cái nào phải dở ra từng cái, mỏi hết cả tay. Xong dở ra từng cái, bụi vải nó còn rất là nhiều ấy. Khổ lắm. Ngại nhất là, à đây, trời ơi, vẫn còn duy nhất mà. Vẫn còn một cái chân váy như thế nhưng màu nó đậm hơn này, còn cái này. Trời ơi. Này các bà ơi, chân váy bò nhá, chân váy này là size M nhá, nhưng mà màu đậm hơn đấy. Còn bên nhanh cho em 65km đậm nhá, đậm 65km này. Màu này là màu đậm hơn, còn duy nhất một cái size M thôi. Bà nào lấy nốt không, còn bên nhanh cho em đó là đậm 65k này. Đây này, size M, thấy chưa? Nguyễn Hương ơi, hết L rồi, chỉ còn duy nhất một cái đậm này, size M thôi. Đấy, còn duy nhất một cái đậm, nó bị lẫn. Hết mà bị khó thôi. Nào, bà nào lấy nữa, còn bên nhanh. Đậm 65k. Ok, cho chị Hòa Tuệ nghiêm dồn này em ơi. Hết rồi nha các bạn nhớ. Các bạn có muốn em lên áo không? Có muốn em lên áo không? Hay là để đến tối nhá. Để đến tối em lên hàng thu đông nhá các bạn nhớ. Đến tối em lên hàng thu đông cho các bà nha. Tối lai hàng thu đông nhá. Tối nay lai hàng thu đông hoặc là lai hàng hè. Nói chung là tùy theo các bà. Các bà thích thu đông hay hè thì tối em lên nha. Đây em ơi, đưa cho chị cái bộ đan này. Chị không đổ đâu Vũ Phượng ơi, hết rồi em yêu ơi. Bụi nhỉ? Vâng. Bụi cháu ơi, chóng mặt quá, bụi ơi là bụi. Bộ đan này trả luôn cho các bà 59.000. Em nói thật là em xả 59 là thôi. Đây này. Bộ da xám này này, em xả 59.000, form từ 56 cân đổ xuống chất da cá mặt cốt tông dày dặn nhá. Xả luôn 59.000, bà nào lấy comment 59k xám kèm số điện thoại. 59k xám. Đấy, xả luôn 59.000 cho nó hết thôi. Tại vì còn ít ý, còn sót kho cho nó hết luôn. Trời ơi, chưa ngán ngẩm lắm rồi, để mỗi chỗ sót một tí ấy, kiểu nhìn nhà nó bừa lắm. Đấy, thế nên là cái nào còn ít thì em sẽ xả lỗ, em sẽ xả lỗ, xả không vốn ấy. À không, không lời, không lãi cho mọi người luôn, xả vốn luôn cho mọi người cho nó hết. Thế nên là các bà yên tâm đi, hàng siêu đẹp luôn. Đấy, form này nhà em cứ tầm từ 55-56 cân đổ xuống nhá. 59.000, bà nào lấy cái bộ xám này comment là xám 59k cho em. Sáu 59k nhá, không thì để đến tối. Đến tối đông đông ấy, đông đông và like thì em like xả hàng thu đông sau. Cái này ở đây, có đen này. Có đen này, xanh hồng. Đen xanh hồng đi em. Mang chị cả hồng cả xanh đây. Đây các bà ơi. Đẹp nhờ, bà Trần Thu Hoài nhờ. Để em xem còn không để em like nốt. Còn thì còn không ít thôi. Lấy cho chị bộ hồng đi. Đây nhá. Cái bộ đát đấy nhá. Ok cho chị Hoàng Liên. Bộ đát đấy em có 4 màu luôn. Đó là màu xám này. Các chị yêu nhá. Màu xám này. Màu hồng này. Màu xanh ngọc này. Và màu đen nhá các chị yêu nhá. Được chưa các bà? Đủ 4 màu cho em. Đó là màu đen này, màu xanh ngọc này, màu hồng này, màu xám. Comment nhanh cho em 59k kèm màu kèm số điện thoại. Tại cái livestream này bán 59.000 thôi. Ngoài livestream không bao giờ bán 59.000 đâu nhá. Được chưa? Hoàng Liên này, 59k xám đây. Đẹp vãi đái luôn đấy các bạn. Ngày xưa cái này em xỉ là bao nhiêu nhỉ? Em không nhớ, em xỉ 7 mấy nghìn. Ừ, 69 hay 75.000 đấy. Bây giờ xả luôn 59.000 cho các bạn. Rẻ hơn xỉ hẳn 15.000 một bộ rồi. Quá là đẹp luôn.
Bạn nào lấy thì comment nhanh cho em đi. 59k nhá. 59k kèm màu kèm số điện thoại. Đó. Kim Anh 59k đen này. Comment tiếp cho em đi. Cái xanh kia chị, cái xanh lát chị có lấy. Xanh nào hả chị? Chị comment đúng cho em đi. Chị lấy bộ thì chị comment đúng cho em 59k xanh kèm số điện thoại nhá. Tại vì em chốt cho chị đây nhưng mà nhân viên nó không biết đâu. Cái kia em để đằng sau em kia xem, em phải để đấy. Em vứt ra hẳn đằng sau kia thiếu gì chỗ. Em cứ vứt đây này, nó còn lẫn vào đây hơn ấy. Trời ơi. Đổ cho em. Đổ cho em một hồng một xanh nhé. Không lấy sáng em ơi, bỏ cái sáng của Hoàng Liên ra. Một hồng một xanh, cái này chịp cái gì. Ok. Chị cho chị Ngọc Hà một bộ xanh này. Cho chị Ngọc Hà một bộ xanh. 59k xanh. Em lấy XL. Ừ em ơi, nó có một size mà size to thôi. Nguyễn Ngọc Huyền một hồng rồi này. Nguyễn Ngọc Huyền một hồng. Nguyễn Ngọc Huyền một hồng rồi. Nào bà nào lấy nữa comment tiếp cho em. Đó là nóng quá. 59k nhá, kèm màu kèm số điện thoại. Xong là thôi nha. Em dừng like đây. Dừng like đây, bye bye các bài nhá. Tối nha, tối nay chúng ta lên tiếp. Bye bye.